Âm Nguyệt công chúa mẫu thân, trước kia là Âm Nguyệt tộc nữ vương, thực lực 10 phần cường hãn, thật muốn hoàn mỹ sống lại nói, đặc biệt khó khăn. Nhưng, Kỳ Tư Thanh lợi dụng túc mệnh chi hoàn, có thể thay đổi đi qua vận mệnh, trước đem người sống lại đi ra, mặc dù thực lực sẽ đặc biệt nhỏ yếu, nhưng ít nhất là sống lại, có thể để cho mẹ con các nàng đoàn tụ. Âm Nguyệt công chúa cắn răng nghiến lợi, nói ta không cần ngươi giả mù sa mưa giả trang người tốt, chỉ cần cho ta túc mệnh chi hoàn, chính ta liền có thể sống lại nương thân. Kỳ Tư Thanh nóng này cũng là có hạn, gặp Âm Nguyệt công chúa như thế cưỡng, nàng hừ một tiếng, nói, được, ta liền đem túc mệnh chi hoàn cho ngươi, xem ngươi có không có năng lực, đem mình nương thân sống lại đi đối phó Âm Vu lão tổ. Dứt lời, Kỳ Tư Thanh cũng không nói nhảm, ngoắc tay, vậy túc mệnh chi hoàn, liền cùng nàng đồng tình, phát ra ủng ủng to lớn tiếng vang. Nàng trước đây vẫn ẩn núp ở túc mệnh chi hoàn sau lưng, chính là đang nghiên cứu thần khí này quy luật cấu tạo, ở Diệp Thần đoàn người đến trước khi tới, nàng cũng đã thuận lợi nắm trong tay túc mệnh chi hoàn. Túc mệnh chi hoàn, đi đi, để cho cái này Âm Nguyệt công chúa, tới nắm trong tay ngươi lực lượng. Kỳ Tư Thanh ngâm sướng một tiếng, đầu ngón tay lại là vung lên, vậy túc mệnh chi hoàn ủng ủng dâng lên, toát ra sáng chói thần mang, ở nàng nắm trong tay hạ, vậy so quang minh chi tâm còn hừng hực chói lọi, cũng không có làm tổn thương đến Diệp Thần đoàn người. To lớn kia túc mệnh chi hoàn, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, trôi lơ lửng ở Âm Nguyệt công chúa trước mặt. Âm Nguyệt công chúa ngẩn ngơ, không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh thật đem túc mệnh chi hoàn nhường cho nàng. Nàng cấp vội vàng nắm được túc mệnh chi hoàn, lại ngẩng đầu hướng Titan cự thần nói, cự thần, giúp ta. Titan cự thần nói, công chúa nhỏ, ta ý thức mới vừa ra đời, lực lượng còn đặc biệt nhỏ yếu, sợ rằng không giúp được ngươi. Âm Nguyệt công chúa nói, ngươi có thể, ta nói, ngươi có thể. Nàng nói chuyện lúc đó, cặp mắt trợn tròn, lại muốn phát động vạn hoa đồng huyết nhãn, giao phó cho Titan cự thần lực lượng. Điều này thật sự là vô cùng gan dạ, bất kể là nàng không để ý thân thể, thường xuyên sử dụng ánh mắt, vẫn là muốn là Titan cự thần giao phó cho lực lượng ý nghĩ, cũng có thể nói vô cùng gan dạ. Diệp Thần từ Âm Nguyệt công chúa trên mình, phát hiện mình tâm tính vẫn là quá mức bảo thủ. Muốn phát huy ra vạn hoa đồng huyết nhãn cực hạn uy lực, thì phải xem Âm Nguyệt công chúa như vậy, cái gì cũng dám muốn, không sợ không làm được, chỉ sợ không nghĩ tới. Nhưng, Diệp Thần tính cách, thủy chung là không cách nào xem Âm Nguyệt công chúa cực đoan như vậy. Đủ rồi, ngươi ngày hôm nay lại dùng ngươi ánh mắt, ngươi lập tức sẽ chết. Diệp Thần đi tới đè Âm Nguyệt công chúa tay, không cho nàng dính vào cơ hội, lại ngẩng đầu hướng Titan cự thần nói. Cự thần, ngươi có thể về trước đến túc mệnh chi hoàn bên trong, nghỉ ngơi tinh thần. Titan cự thần suy tính chốc lát, cũng là nói, cũng tốt. Hắn thân thể cao lớn, liền hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào túc mệnh chi hoàn bên trong. Cái này túc mệnh chi hoàn, vốn chính là hắn đã từng chế tạo pháp bảo, ẩn thân ở túc mệnh chi hoàn bên trong, đối hắn tăng cường tinh thần, lực lượng khôi phục, cũng là rất có ích lợi. Mà Titan cự thần ý thức trốn vào, vậy để cho được cái này túc mệnh chi hoàn, quy luật năng lượng càng xu hướng hoàn mỹ. Kỳ Tư Thanh lạnh lùng nói, động thủ đi, ta đây muốn xem, ngươi có hay không tư cách nắm trong tay túc mệnh chi hoàn. Âm Nguyệt công chúa phẫn hận nói, im miệng, ta so ngươi còn có tư cách. Nàng hít sâu một hơi, đem tự thân linh khí, chậm rãi bơm vào nhập túc mệnh chi hoàn bên trong. Vù vù, túc mệnh chi hoàn chấn động, từ từ dâng lên, không ngừng bành trướng trở nên lớn, cũng tóe ra sáng chói thần mang, thủy khí lộ ra, vô số phù văn xen lẫn sinh diệt, có rất nhiều hơn đã xóa nhòa phù văn, nhưng ở túc mệnh chi hoàn trên, còn cất giữ có dấu vết. Đây là một ít ngày đế cảnh cường giả, cho dù chết đi, nhưng như cũng có dấu vết tồn tại, không có hoàn toàn tiêu diệt. Âm Nguyệt công chúa tinh thần quét nhìn, rất nhanh bắt được mẹ nàng vận mệnh dấu vết, tâm tình một hồi dâng trào kích động, cơ hồ muốn rơi lệ, run giọng than nhẹ nói. Trở về đi, nương thân. Nàng tâm ý phát động, muốn thay đổi mẹ nàng vận mệnh, làm người chết tô sinh, túc mệnh chi hoàn bộc phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói, không ngừng rút ra lấy nàng máu tươi linh khí. Đổi thành là thay đổi vận mạng năng lượng. Túc mệnh chi hoàn lại bộc phát ra nổ thật to, một đạo đã xóa nhòa phù văn, lần nữa sáng lên. Ở đó vòng tròn bên trong, dần dần hiện ra một đạo người mỹ phụ bóng người, dáng vẻ thướt tha, tướng mạo nhu mỹ, đang mang nụ cười nhàn nhạt,
nhìn Âm Nguyệt công chúa, kêu một tiếng, con gái ngoan. Âm Nguyệt công chúa đại chấn, kêu lên, nương thân. Tâm trạng dưới sự kích động, bước nhanh bay nhào qua. Nhưng, vòng tròn bên trong, vậy đạo người mỹ phụ bóng người, nhưng là bỗng nhiên như mộng ảo bọt nước vậy, nhanh chóng hội diệt tiêu tán. Túc mệnh chi hoàn ánh sáng, cũng là vào giờ khắc này ảm đạm xuống. Làm sao sẽ, ta, còn không có. Âm Nguyệt công chúa thân thể run rẩy, cả người tinh thần tựa như bị rút sạch, bước chân mềm nhũn, liền rớt quỳ xuống, gương mặt đã là vô cùng trắng bệch. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, cũng biết lấy Âm Nguyệt công chúa lực lượng, căn bản không nắm được túc mệnh chi hoàn, muốn thay đổi đi qua vận mệnh, cầm tới phục hoạt tử nhân, nơi nào có như thế dễ dàng. Mộ chủ, vừa lấy được rồi túc mệnh chi hoàn, thực chúng ta nhanh lên rời đi cho thỏa đáng, nếu không Âm Vu lão tổ mau hạ xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng trầm giọng nhắc nhở, nàng mơ hồ dự cảm đến một cổ đáng sợ nguy cơ, sắp hạ xuống. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng biết Huyên Hà Cung là Âm Vu lão tổ địa bàn, ở chỗ này khai chiến nói, đối hắn vô cùng bất lợi. Tư Thanh cô nương, Ngụy cô nương, công chúa, có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi ra ngoài hãy nói, rời đi trước đi. Diệp Thần nói, Kỷ Tư Thanh gật gật đầu nói, ừ, cũng nên đi. Nếu không Âm Vu lão tổ giết tới, khó mà thu thập. Ở nhắc tới Âm Vu lão tổ thời điểm, nàng trong giọng nói cũng là tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên coi như nàng chấp trưởng túc mệnh chi hoàn, nhưng đối mặt Âm Vu lão tổ, như cũ cảm thấy khó giải quyết. Nàng vẫy vẫy tay, vậy túc mệnh chi hoàn như có linh tính, thì phải bay trở về trong tay của nàng. Âm Nguyệt công chúa gương mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, tựa hồ đã thành cái xác biết đi, sống lại nương thân thất bại. Đối nàng đã kích lớn vô cùng, nàng lại nữa cùng Kỷ Tư Thanh cãi và tranh đoạt. Mắt xem vậy túc mệnh chi hoàn, thì phải lần nữa trở lại Kỷ Tư Thanh trong tay, nhưng lúc này, toàn bộ Huyên Hạ Cung thế giới, cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi to lớn hỗn loạn, hư không nứt ra, một bó u ám, tà lệ, quỷ dị, tràn đầy vô số âm sát năng lượng trùm tia sáng, phá không nổ bắn ra tới, một tiếng nổ, đánh vào túc mệnh chi hoàn trên. Túc mệnh chi hoàn rơi xuống đất. Kỷ Tư Thanh vậy bị phản chấn, mặt liền biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Từ đâu tới kẻ cắp, thật là to gan, lại dám ăn cắp đồ ta. Chỉ gặp trong hư không, từng đạo mạnh mẽ u ám bóng người hạ xuống, cầm đầu, hắc ám đế khí vần quanh, uy nghiêm bá đạo, khí thế ngút trời như bạo quân, chính là Âm Vu lão tổ. Ở Âm Vu lão tổ sau lưng, lại cùng không thiếu cường đại âm tộc tu sĩ, Diệp Thần cũng nhìn thấy hình thiên gió lớn. Sư phụ, Diệp Thí Thiên ở chỗ này. Hình thiên gió lớn chỉ Diệp Thần, trong mắt tràn đầy oán độc ý. Trước đây hắn bị Diệp Thần một đao chém chết, nếu như không báo thù nói, chuyện này liền sẽ gây thành hắn tâm ma. Âm Vu lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt từ Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Âm Nguyệt công chúa cùng trên người quét nhìn mà qua, hì hì cười nhạt, nói. Rất tốt, Âm Nguyệt tộc yêu nữ cũng ở đây, vậy ngày hôm nay liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Túc mệnh chi hoàn, vận mệnh tiêu diệt, các ngươi đều phải chết. Âm Vu lão tổ khoát tay, vậy túc mệnh chi hoàn liền dâng lên, bùng nổ thần quang, vô số phù văn chuyển động tan vỡ. Âm Nguyệt công chúa thủ hạ tộc nhân, đầu tiên gặp họa, từng cái bạo thể bỏ mạng, trạng thái chết cực kỳ thảm thiết. Bọn hắn vận mệnh, vào giờ khắc này, bị Âm Vu lão tổ xoán cải, vận mệnh từ an ổn biến thành chết bất đắc kỳ tử, trong nháy mắt tử vong. Cái này giết người thủ đoạn có thể nói khủng bố, trực tiếp lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, đem người vận mệnh sức sống tiêu diệt hết, giết người như chém cỏ, không phí nhiều sức. Trong quá khứ trong năm tháng, Âm Vu lão tổ một mực bá chiếm túc mệnh chi hoàn, hắn dĩ nhiên có thể phát huy ra túc mệnh chi hoàn bộ phận lực lượng. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Âm Nguyệt công chúa các người, vậy cảm thấy tự thân vận mệnh sắp bị sửa đổi, muốn bạo thể bỏ mạng, vội vàng khởi động ý chí chống cự. Diệp Thần vậy cảm thấy mình vận mệnh, sức sống có bị nghiền diệt dấu hiệu. Hoặc là, chính xác mà nói, phải bị nghiền diệt, là Diệp Thí Thiên vận mệnh, không phải vận mạng hắn. Ở túc mệnh chi hoàn trên, cũng không có Diệp Thần vận mệnh ký hiệu. Hắn cái này luân hồi chi chủ, đặc biệt đặc thù, túc mệnh chi hoàn không cách nào khống chế vận mạng hắn. Nhưng ở túc mệnh chi hoàn phía trên, có Diệp Thí Thiên vận mệnh mạch lạc. Nhâm phi phàm sửa đổi đi qua. Miễn cưỡng tạo một cái Diệp Thí Thiên đi ra, thiên địa vận mệnh rất nhiều quy luật, cũng đi theo thay đổi, liền túc mệnh chi hoàn vậy được ảnh hưởng.
Một khi Diệp Thí Thiên vận mệnh sức sống, bị nghiền diệt mà nói, vậy Diệp Thần thân phận chân thật, thì phải bại lộ ra. Nữ hoàng tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Đao Phong nữ hoàng nói. Đao Phong nữ hoàng do dự một tí, bởi vì luân hồi mộ địa lực lượng, là Diệp Thần sau cùng lá bài tẩy, không thể khinh thường dùng, nếu không tạo thành lệ thuộc vào, đối Diệp Thần trưởng thành cũng không lợi. Bất quá đương thời giây phút, Diệp Thần muốn đối phó Âm Vu lão tổ mà nói, vậy chỉ có mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Được, mộ chủ, người chú ý. Đao Phong nữ hoàng đang do dự sau một lúc, liền đem tự thân linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần đạt được luân hồi mộ địa năng lượng bơm vào, trong thoáng chốc, cả người khí lưu nổ ầm, linh khí bão táp, sợi tóc kích dương, khí thế đổi được vô cùng hung mãnh. Tuy nói Đao Phong nữ hoàng, một nói thẳng mình là tên yếu, nhưng giờ phút này, Diệp Thần đạt được nàng lực lượng bơm vào, liền cảm thấy nàng lực lượng, có thể chút nào không kém, mặc dù không bằng cửu thương cổ hoàng, chú tinh long thần, thiên đấu sát thần cùng siêu cường người, nhưng so với vậy thiên đế, đó là muốn cường hãn hơn. Thôn vũ đao, Trảm Thiên rút ra đao thuật. Diệp Thần sử dụng thôn vũ đao, ánh mắt ác liệt, thi chìa phách đao tam thập lục thức, đột nhiên rút ra đao ra khỏi vỏ. Một chiêu này Trảm Thiên rút ra đao thuật, là phách đao tam thập lục thức bên trong rút ra đao thức một trong, chú trọng ác liệt bá đạo, rút ra một cái đao thì phải Trảm Thiên liệt địa, khí thế dễ như bớn, là rút ra đao thuật nhất trình độ cao nhất. Năm đó phách đao thương lôi, chính là dùng cái này một đao chém giết Thanh Liên đạo tổ. Diệp Thần tay cầm thôn vũ đao, đó là Đao Phong nữ hoàng ngày xưa binh khí, hắn hôm nay mượn dùng Đao Phong nữ hoàng lực lượng, rút ra đao ra khỏi vỏ, lại là nước chảy mây trôi, muốn gì được nấy. Một đao rút ra, ở giữa thiên địa, vang dội, tươi đẹp ánh đao ánh chiếu toàn bộ Uyên Hà cung, tầng tầng hư không đều bị biến dạng, sắc bén ác liệt đao mang, thẳng hướng Âm Vu lão tổ chém tới. Cái gì? Âm Vu lão tổ hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể như thế hung hãn, vậy một đao mũi nhọn, đơn giản là long trời lở đất, biến dạng càn khôn, chém chết vũ trụ, không thể tưởng tượng nổi ác liệt cùng hung hãn. Hắn vội vàng lui về phía sau, ở trước người bày trùng trùng hộ thuẫn bức tường khí, ngăn cản Diệp Thần một đao. Diệp Thần một đao chém qua, dễ như bớn, Âm Vu lão tổ bày ra phòng ngự, từng tầng một bể tan tành, cuối cùng ngực bị chém trúng, một đạo huyết tuyến bão táp, tóc tai rối bời, gương mặt bạc màu. Âm Vu lão tổ sau lưng, đệ tử của hắn hình thiên gió lớn, còn có hắn mang tới một ít cường giả, con ngươi trợn tròn, mặt đầy kinh hãi, đối mặt Diệp Thần cái này một đao, hoàn toàn không có ngăn cản chỗ trống, trong nháy mắt bị chém eo, bị mất mạng tại chỗ. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Âm Nguyệt công chúa các người, đều là vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt cái gọi là Diệp Thí Thiên. Kỷ Tư Thanh trong lòng kinh nghi, cái này Diệp Thí Thiên lại có thể như vậy lợi hại, đỉnh cấp bùng nổ, thậm chí có thể chém bị thương Âm Vu lão tổ, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thôn vũ đao mũi nhọn, đã ác liệt đến coi thường cảnh giới chênh lệch sao? Vẫn là nói, cái này thế gian có người so luân hồi chi chủ còn kinh khủng hơn. Mà lúc này Âm Vu lão tổ, bị Diệp Thần chém bị thương, nhưng là vô cùng tức giận, quát lên. Đáng chết tiểu tử, dựa vào binh khí sắc bén, lại coi là bản lãnh gì? Ta muốn xóa bỏ ngươi, túc mệnh chi hoàn, cho ta xóa bỏ. Âm Vu lão tổ gầm thét liên tục, thúc giục túc mệnh chi hoàn, đã phong tỏa Diệp Thí Thiên vận mệnh ký hiệu, thì phải xóa bỏ. Vận mệnh trở về, ta là vận mệnh chủ, nắm trong tay số mệnh. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, thân thể bay lên, giang hai cánh tay, phát ra ngâm sướng, vậy túc mệnh chi hoàn, hu hu vang dội, khí lưu xoay tròn, lập tức liền bị nàng triệu trở về. Trôi lơ lửng ở nàng sau ót, bộc phát ra cực độ sáng chói thần quang. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh, đúng như vận mệnh nữ thần vậy, sau ót là một cái to lớn quang vòng, cả người thần thánh chói lọi lưu chuyển, cao quý thánh khiết được để cho người không dám ngẩng mặt. Âm Nguyệt công chúa nhìn Kỷ Tư Thanh vậy khoáng đạt thánh khiết bóng người, ngẩn ngơ, lại có chút tự ti mặc cảm, tự giác không bằng. Âm Vu lão tổ chấn động, liền liền ngoắc, muốn triệu hồi thúc mệnh chi hoàn. Nhưng phát hiện không phản ứng chút nào. Hắn trong quá khứ trong năm tháng, in vào túc mệnh chi hoàn lên dấu vết, đã hoàn toàn bị xóa đi. Cái này túc mệnh chi hoàn, và hắn hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả, lại cũng không có chút nào liên lạc, thành Kỷ Tư Thanh bổn mệnh pháp bảo.
Đáng chết, người cái này tội nữ, dám cướp đoạt ta pháp bảo. Âm Vu lão tổ giận dữ vô cùng, cả người âm khí bùng nổ, điên cuồng vặn vẹo, thân thể bành trướng, liền hóa thành ngàn trượng to lớn, u ám pháp tướng hiển hóa, từng cái âm khí hóa thành mãng long rắn độc, rào 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 vặn vẹo quấn quanh, gầm thét liên tục, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Thấy Âm Vu lão tổ lập tức biến thành như vậy quái vật, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người cũng là lấy làm kinh hãi. Hóa thân quái vật Âm Vu lão tổ, khí thế nổi được vô cùng cuồng bạo, quấn vòng quanh vô số điều mãng long to lớn cánh tay, phá không hướng Kỷ Tư Thanh bắt đi. Số mệnh thiên uy, vận mệnh sông dài, cuộn sạch ngàn dặm. Kỷ Tư Thanh thúc dục túc mệnh chi hoàn, toát ra nhất trọng trọng ánh sáng tím, hóa thành một cái mây tía sông dài, hướng Âm Vu lão tổ cuốn ngược đi. Nàng ngược lại là muốn trực tiếp xóa bỏ Âm Vu lão tổ vận mệnh ký hiệu, nhưng túc mệnh chi hoàn trên, thuộc về Âm Vu lão tổ vận mệnh ký hiệu, đặc biệt sáng chói vững chắc, lấy nàng hôm nay thực lực, nhưng là khó mà dung chuyển. Âm Vu lão tổ thực lực, so nàng tưởng tượng, còn cường hãn hơn rất nhiều, muốn đem tiêu diệt, thay Âm Nguyệt công chúa trả thù, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Doạt! Âm Vu lão tổ sát khí cuồng bạo, cánh tay biến khổng lồ giết ra. Đem Kỷ Tư Thanh cuốn tới vận mệnh sông dài, trực tiếp xé được nghiền, lộ ra hai dãy đao kiếm tựa như răng, dữ tợn nói. Vận mệnh ta, còn không phải là ngươi cái này bé gái có thể nắm trong tay. Kỷ Tư Thanh sắc mặt trầm xuống, nếu như ở bên ngoài, nàng mượn dùng túc mệnh chi hoàn lực lượng, có lẽ có thể áp chế Âm Vu lão tổ. Nhưng, ở Uyên Hạ Cung, nơi này là Âm Vu lão tổ địa bàn, hắn có địa mạch chúc phúc gia trì, uy thế đặc biệt hung hãn. Kỷ Tư Thanh cũng khó mà áp chế vận mạng hắn. Băng thần đất nước, tới Đông Thần Điện, Thiên Đế tinh chúc phúc, cho ta trấn áp. Lúc này, Ngụy Dĩnh vậy ngang nhiên ra tay, cả người khí huyết cháy, lại là không để ý tánh mạng tinh hoa tiêu hao, linh khí phun ra, con người hóa thành băng tuyết vậy màu trắng. Băng thần uy nghiêm cùng khí thế, ở trên người nàng bùng nổ đến mức tận cùng. Trên đỉnh đầu của nàng, xuất hiện một cái thật lớn băng thần đất nước. Phía trên đứng sừng sững một tòa thần điện, đó là đại biểu băng thần quyền bính tới Đông Thần Điện, trong đó có vô số con dân tín đồ ở quỳ bái ngâm sướng, thao thiên phong tuyết bay lượn. Ung ung! Vậy tới Đông Thần Điện, mang cuồn cuộn bão tuyết thiên uy, hướng Âm Vu lão tổ trấn áp xuống đi. Đáng sợ hơn phải, ở tới Đông Thần Điện kiến trúc bên trên, lại là còn quấn từng tầng một ánh sao. Vậy từng tầng một ánh sao, mang theo chí cao thiên đế luân hồi năng lượng. Lại là luân hồi thất tinh bên trong, thiên đế ra lệnh tinh năng lượng. Thiên đế ra lệnh tinh, là luân hồi thất tinh chí cao, cũng là lợi hại nhất một ngôi sao. Lúc ban đầu băng thần Vũ Lăng Hoa, sau lưng nàng đích gia tộc, chính là Vũ Thiên Đế thống lĩnh thiên đế gia tộc. Thiên đế gia tộc bị thiên đế ra lệnh tinh chúc phúc mà ra đời, quật khởi, Ngụy Dĩnh ở thừa kế băng thần quyền bính sau đó, cũng nhận được thiên đế gia tộc đồng ý. Thời khắc này nàng, sau lưng hậu thiên đế gia tộc nội tình truyền thừa, thiên đế ra lệnh tinh ánh sáng tách thả ra, uy thế to lớn. Bất quá, mượn dùng thiên đế ra lệnh tinh trói lọi, Ngụy Dĩnh hiển nhiên cũng là giá phải trả to lớn, sắc mặt ở ngay tức thì liền lâm vào trắng bệch, tánh mạng tinh hoa không ngừng trôi qua. Đây là, thiên đế ra lệnh tinh trói lọi, điều này sao có thể? Âm Vu lão tổ ra mặt run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn vậy từ trên trời giáng xuống băng tuyết thần điện. Thần điện khí tượng tuy lớn, nhưng cũng không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Chân chính có thể uy hiếp được hắn, là thiên đế ra lệnh tinh một luồng quang chiếu rọi. Vậy thiên đế ra lệnh tinh, chính là luân hồi chí cao, một khi trói lọi nghiền đè xuống, thiên đế cũng như con kiến hôi, không thể ngăn cản. Trong lòng chén rượu kiếm, nhanh tới ta tay. Nguy cấp bên trong, Âm Vu lão tổ quát to một tiếng, phát ra lanh lảnh triệu hoán. Hắn tiếng gọi rơi xuống. Hư không ùng ùng nổ tung chấn động, một cái lộng lẫy sáng chói, thụy khí nhô lên, hết sức ảo tưởng thịnh cự kiếm, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đó chính là ảo tưởng bên trong, nhất là binh khí sắc bén, hoàng gia thiên ngày xưa nơi chế tạo trong lòng chén rượu kiếm. Trong lòng chén rượu kiếm nắm trong tay, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Âm Vu lão tổ cả người âm sát hơi thở, cũng cùng thân kiếm hòa hợp, nguyên bản thụy quang thần hy vòng quanh trong lòng chén rượu kiếm. Trong thoáng chốc biến thành cho tàn vậy màu sắc, âm khí cuồn cuộn, tà sát ngút trời. Doạt! Âm Vu lão tổ huy động thân kiếm, mạnh mẽ hung hãn âm sát kiếm quang, biểu chém ra, như muốn phá thiên liệt không, kiếm sắc bén quang thoáng qua,
lại có thể chỉ một kiếm, liền đem Ngụy Dĩnh tới Đông Thần Điện, trực tiếp chảm phá. Tới Đông Thần Điện tan vỡ, phía trên vòng quanh Thiên Đế ánh sao, cũng là lưu tán đi. Phốc suy, Ngụy Dĩnh bị cắn trả, tại chỗ hộc máu, mềm quỳ xuống. Âm Vu lão tổ thần sắc âm ngoan, nói, một đám kẻ trộm, các ngươi ngược lại là có chút bản lãnh, lại có thể ép được ta vận dụng thần kiếm, bất quá vậy đến đây chấm dứt, cũng cho ta chết. Giao. Âm Vu lão tổ huy động cự kiếm, ngập trời kiếm quang càn quét toàn trường, phải đem Diệp Thần các người chém chết. Quang Minh Chi Tâm, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần gọi ra Quang Minh Chi Tâm, sáng chói thần quang bùng nổ, nóng rực thánh khiết chói lọi, đem toàn trường trào đãng rất nhiều âm sát hơi thở, cũng nghiền diệt đi xuống. Âm Vu lão tổ cả người âm khí, vậy gặp phải to lớn áp chế, trong tay bộc phát ra ngút trời kiếm quang, uy thế nhất thời yếu bớt rất nhiều. Ừ, Âm Vu lão tổ ngẩng đầu nhìn vậy Quang Minh Chi Tâm, khi thấy Quang Minh Chi Tâm lên ba đạo âm văn, hắn ra mặt run lên, biết Diệp Thần tiêu diệt tam âm, hơn nữa còn đúc thành minh văn, khắc đến Quang Minh Chi Tâm trên. Hắn thậm chí dòm ngó đến tương lai mình vận mệnh, cũng phải cần hóa thành một đạo âm văn. Thôn vũ đao, phách đao chém. Diệp Thần thừa dịp Âm Vu lão tổ khí thế trở nên yếu, lập tức lần nữa vung đao chém ra, phách đao tam thập lục thức hội tụ nhất thức. Một chiêu phách đao chém, mang uy mãnh không trước khí thế, thẳng vỗ xuống. Âm Vu lão tổ sắc mặt trầm xuống, lập tức giơ tay lên khua kiếm đón đỡ. Đang! Đao kiếm giao phong, thế gian nhất là sắc bén hai cây binh khí, đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ động trời vang động, đợt khí cuồn cuộn, thần hy bể tan tành biến dạng, từng tầng một hư không sụp đổ, to lớn lực lượng để cho đúng cách thì bể tan tành. Lấy Diệp Thần và Âm Vu lão tổ là tâm vòng tròn. Một cái đáng sợ hắc động, rất miễn cưỡng bị biến dạng đi ra, trong đó bùng nổ rất nhiều âm khí, rất nhiều thần hy, ánh đao kiếm ảnh xen lẫn, đủ để đem người sống sờ sờ cắn nát. Diệp Thần ra mới tan vỡ, cả người rướm máu, lại cảm thấy luân hồi mộ địa năng lượng, đang cấp tốc rút đi. Mộ chủ, không được, ở chỗ này, coi như là ta lực lượng, cũng không đủ lấy cùng Âm Vu lão tổ chống lại. Đao phong nữ hoàng thanh âm vội vàng, lực lượng đã mau đến cực hạn. Không cách nào lại chống đỡ tiếp. Ở Uyên Hạ Cung, Âm Vu lão tổ chiếm hết thiên thời địa lợi, ở chỗ này chiến đấu, đối Diệp Thần mà nói, vẫn là quá bất lợi. Diệp Thần khẽ cắn răng, cấp tốc lui về phía sau. Thằng nhóc, đến cực hạn chứ? Âm Vu lão tổ cười nhạt, nâng kiếm ngang nhiên đuổi giết. Diệp Thần từ trên thân kiếm kia, thấy được cái bóng của mình, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác, thật giống như thấy mình bị giết chết. Tử vong thành Âm Vu lão tổ chiến công, phải bị khắc ghi ở trên thân kiếm mặt, đúc thành Âm Vu lão tổ truyền kỳ, như hắn năm đó nặng chém Chu Mục Thần truyền kỳ như vậy. Thấy Diệp Thần rơi vào sống chết tuyệt cảnh, Kỷ Tư Thanh kinh hãi, khí huyết bơm vào đến túc mệnh chi hoàn bên trong, muốn không để ý giá phải trả ra tay cứu. Nhưng vừa lúc đó, một cái ma khí lượn quanh kiếm, bỗng nhiên từ trong hư không bắn ra, đang đích một tiếng, liền chặn lại Âm Vu lão tổ kiếm. Đem Diệp Thần từ nguy nan bên trong cứu ra. Uyển, thân đồ cô nương. Diệp Thần cả kinh, nhưng gặp một đạo thân ảnh yểu điệu, từ trong hư không hạ xuống. Đó là một người mặc lê hoa quần áo, dung mạo tuyệt sắc tuyệt lệ, da thịt trắng như tuyết, tóc mây như mây đen, khí chất cao nhã cô gái, chính là thân đồ Uyển Nhi. Ma thần chủ, là ngươi. Âm Vu lão tổ thấy thân đồ Uyển Nhi hạ xuống, da mặt hơi run một cái. Thân đồ Uyển Nhi thần sắc vắng lặng, hướng Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người nói, Diệp Thí Thiên, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, các ngươi rời đi trước, ta đi đối phó Âm Vu lão tổ. Kỷ Tư Thanh kêu lên, Uyển Nhi, nàng thật ra thì muốn để lại trợ chiến. Thân đồ Uyển Nhi nói, đi mau, ta dề dà chút cùng các ngươi hội hợp. Âm Vu lão tổ cười hắc hắc, nói, ma thần chủ, ngươi là Vu Yêu, ta là Âm Vu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúng ta là cùng loại. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Thời khắc này Âm Vu lão tổ, cả người vặn vẹo, âm khí không ngừng hóa ra từng cái rắn độc mãng long, quấn quanh hắn toàn thân, nhìn như đặc biệt dữ tợn kinh tởm. Mà thân đồ Uyển Nhi, nhưng là cả người cao khiết tươi đẹp hình dáng, tự ở bề ngoài xem, hai người vô luận như thế nào, đều không phải là cái gì đồng loại. Thân đồ Uyển Nhi hoành kiếm ngay ngực, lấy kiếm mũi nhọn, đáp lại Âm Vu lão tổ. Lại thúc giục Diệp Thần các người nói, Diệp Thí Thiên, các người đi mau, không muốn để cho ta phân tâm. Diệp Thần,
Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người nhìn nhau, cũng biết tiếp tục ở lại Uyên Hạ Cung mà nói, cũng khó mà chiến thắng Âm Vu lão tổ, dẫu sao nơi này là của người khác địa bàn. Chỉ có rời đi trước, đi bên ngoài lại nghĩ biện pháp. Dù sao, Túc Mệnh Chi Hoàn đã bắt vào tay, đại công cáo thành. Âm Vu lão tổ cười lạnh nói, Uyên Hạ Cung không gian, đã bị ta phong tỏa, các người đi chưa xong, ha ha, muốn cướp đi ta Túc Mệnh Chi Hoàn, nằm mơ đều không sớm như vậy. Ngụy Dĩnh tiếu mặt trầm xuống, thử nghiệm biến dạng hư không, quả nhiên phát hiện không gian bị phong tỏa, không nhúc nhích tí nào. Ta có biện pháp, đi nơi này. Kỷ Tư Thanh đầu ngón tay huy động, Túc Mệnh Chi Hoàn trôi lơ lửng lên, ông ông tác hưởng, vòng tròn trung tâm không gian vặn vẹo thay đổi, hóa thành một cái không gian vòng xoáy. Thấy vậy không gian vòng xoáy, Âm Vu lão tổ nụ cười nhất thời đọng lại. Hắn tuy phong tỏa không gian, nhưng không cách nào che giấu Túc Mệnh Chi Hoàn huy hoàng. Kỷ Tư Thanh lợi dụng Túc Mệnh Chi Hoàn, trực tiếp mở ra một cái không gian vòng xoáy lối đi. Đáng chết, cũng cho ta lưu lại, một cái cũng đừng nghĩ đi. Âm Vu lão tổ tức giận, cả người âm khí rơi vào cuồng bạo, ùng ùng nổ tung, khua kiếm hướng Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người chém tới. Thân Độ Uyển Nhi vội vàng nâng kiếm đón đỡ, ma thần lực bung ra, bóng tối kiếm quang gào thét ra. Nhưng, ở cuồng bạo Âm Vu lão tổ trước mặt, nàng hiển nhiên có chút không đỡ được, cao khiết thân thể tại chỗ thì phải âm khí chìm ngập. Vu Yêu Tư Thái, mở. Bị chìm ngập Thân Độ Uyển Nhi, cắn răng, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở ra Vu Yêu Vương trạng thái. Ùng ùng. Vu Yêu Vương trạng thái mở, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp mới vừa vẫn là thánh khiết tuyệt lệ Thân Độ Uyển Nhi, ở Vu Yêu Vương tư thái mở sau đó, lập tức hóa thân thành một đầu vô cùng xấu xí to lớn khô lâu, to lớn kia khô lâu trên bộ xương, còn treo khô héo xanh đen gân thịt, trống rỗng hốc mắt bên trong, thiêu đốt hai điểm bích lục quỷ hỏa. Hống! Vu Yêu Vương cổ họng bên trong, bùng nổ kinh thiên gầm to, sóng âm như rung động đợt sóng lan truyền, đem Âm Vu lão tổ chấn động được thân thể run rẩy. Hắn cánh tay, bị Vu Yêu Vương một tí bắt. Vu Yêu Vương khác một cái bàn tay, hướng hắn óc đánh rớt xuống đi. Âm Vu lão tổ con người co rúc lại, biến thân Vu Yêu sau Thân Độ Uyển Nhi, tương đương hung mãnh, thật ra thì không kém chút nào hắn. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Âm Nguyệt công chúa các người, thấy Thân Độ Uyển Nhi hóa thân thành một đầu Vu Yêu khô lâu quái vật, đều là trong lòng giật mình. Đi mau! Vu Yêu Vương giống to, lần nữa thúc giục Diệp Thần các người rời đi. Diệp Thần đoàn người không dám thở ơ, lập tức xuyên qua Túc Mệnh Chi Hoàn, truyền tống rời đi. Không, Túc Mệnh Chi Hoàn, ta pháp bảo, các ngươi không thể cướp đi. Ta muốn giết các ngươi. Âm Vu lão tổ liên tục gầm thét, tiếng hô long trời lở đất, muốn đuổi giết, nhưng lại bị Vu Yêu Vương ngăn trở. Bất quá, hắn ý chí mãnh liệt, đã truyền đến phía trên Hắc Ám Đế Thành. Làm Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh đoàn người, truyền tống ra Uyên Hạ Cung, trở lại Hắc Ám Đế Thành sau đó, bọn họ liền phát hiện, toàn bộ Hắc Ám Đế Thành, đám người bạo động. Vô số khí tức cường đại, hướng bọn họ gào thét tới. Kẻ trộm ở chỗ này. Dám lấy trộm Túc Mệnh Chi Hoàn, làm thịt bọn họ. Sát 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 giết. Vô số thiên vu canh phòng, âm vu tộc cường giả, hung hãn tiêu xạ nhì tới, khắp thành đều ở đây bạo động, tất cả mọi người đều muốn vào tới vây giết Diệp Thần các người. Kỷ Tư Thanh sắc mặt một trắng, liên tục sử dụng Túc Mệnh Chi Hoàn, nàng linh khí tiêu hao lớn vô cùng. Đã mất lực đối mặt chung quanh rất nhiều cường giả. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh mới vừa ở Uyên Hạ Cung tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn, giờ phút này chợt cảm thấy khó giải quyết. Cùng ta đi, chúng ta hồi Khô Huyết Sơn Mạch, ta mang các ngươi hồi nhà ta. Âm Nguyệt công chúa giơ cao hông, khẽ cắn răng, cặp mắt vào giờ khắc này, hóa thành máu đỏ màu sắc, nàng lại có thể lại mở Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn mở một cái, chân thực và mộng ảo quy luật xen lẫn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ gặp Diệp Thần đoàn người thân thể, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Chung quanh rất nhiều âm vu tộc cường giả, chỉ nhào hụt. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Làm sao đột nhiên biến mất? Rất nhiều cường giả trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Mà tại chỗ biến mất Diệp Thần các người, hạ một sát sau đó, liền xuất hiện một nơi dãy núi bên trong. Chỗ này dãy núi. Hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, mặt đất chảy xuôi đục ngầu máu, không bao giờ ngừng nghỉ, u ám sát khí tràn ngập,
không hôm nay ngày. Bên trong dãy núi rất nhiều thực vật, toàn bộ là vặn vẹo tồn tại, không có một chút sức sống, trong không khí tràn ngập vô cùng lo lắng khí tức thâm trầm, thỉnh thoảng có thể thấy có mấy con chuột, từ dưới lòng đất nhô đầu ra, đây đã là bên trong dãy núi hoạt động mạnh nhất tức giận. Đây là Âm Nguyệt tộc nơi tập trung dân cư, hắc âm thì không nhất là tồi tệ cấm địa, khô huyết sơn mạch. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới một khắc trước mình, còn ở hắc ám đế thành, giờ khắc này liền đi tới khô huyết sơn mạch. Hắn nhìn Âm Nguyệt công chúa máu đỏ cặp mắt, liền biết rõ. Âm Nguyệt công chúa lại lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, cưỡng ép đổi giả thành thật, ảo tưởng về nhà, giấc mộng này huyễn lập tức liền thực hiện, Diệp Thần đoàn người sẽ đến khô huyết sơn mạch. Nhưng, cái loại này đổi giả thành thật thủ đoạn, giá phải trả cực kỳ to lớn. Lấy Âm Nguyệt công chúa hôm nay trạng thái, nàng là không chịu nổi. Diệp Thần liền thấy nàng ánh mắt, nhanh chóng đổi được không rõ ràng đi xuống. Tất cả máu đỏ chói lọi, cũng hóa thành thảm thiết trắng ác. Âm Nguyệt công chúa biết mình phải chết, môi vù vù động, vô cùng bi thương cùng không cam lòng ngắm nhìn Diệp Thần, rơi hạ tối hậu một giọt nước mắt ta. Còn không có. Một câu lời còn chưa dứt, nàng gục toi mạng, cả người sức sống trôi qua. Ngụy Dĩnh dò xét dò nàng đã đoạn tuyệt hơi thở, nói, nàng chết. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đều là chấn động, trước đó Âm Nguyệt công chúa. Mặc dù biểu hiện được cực đoan cùng điêu ngoa một ít, nhưng ở giây phút sau cùng, nàng nhưng là không để ý mình hy sinh, cũng phải đem Diệp Thần các người mang về. Công chúa, khô huyết sơn mạch bên trong, có từng cái cô gái, chạy đến, các nàng đều là Âm Nguyệt tộc người, cảm giác được Âm Nguyệt công chúa chết đi, vô cùng chấn động, cũng vọt ra. Thấy Âm Nguyệt công chúa đã nhanh chóng trắng bệch thi thể, chúng nữ khóc lớn, nằm ở nàng trên người, bi thương không dứt. Kỷ Tư Thanh nói, đừng khóc, ta có thể đem các ngươi công chúa sống lại, nhưng trước phải cho ta nghỉ ngơi một ngày. Trong lúc nói chuyện, túc mệnh chi hoàn trói lọi, từ Kỷ Tư Thanh sau lưng tách thả ra, để cho được nàng hơi thở, nhìn như liền giống như vận mệnh nữ thần vậy. Âm Nguyệt tộc chúng nữ ngẩn ngơ, vậy mơ hồ bắt được thiên cơ, biết ở Uyên Hạ Cung ở giữa đủ loại nhân quả. Hôm nay muốn sống lại Âm Nguyệt công chúa mà nói, chỉ có dựa vào Kỷ Tư Thanh thúc giục túc mệnh chi hoàn. Thay đổi vận mệnh. Chỉ là, hôm nay Kỷ Tư Thanh, linh khí tiêu hao lớn vô cùng, nàng cần nghỉ ngơi. Vận mạng nữ thần, ca ngợi sự vĩ đại của ngươi. Hy vọng ngươi có thể ra tay, sống lại công chúa điện hạ. Chúng nữ hướng Kỷ Tư Thanh quỳ xuống, đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người nàng. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, nói, chú ý Âm Vu lão tổ, hắn nếu là dẫn người từng giết tới. Vậy sợ rằng không tốt thu thập. Một cái tế ti ăn mặc Âm Nguyệt tộc cô gái nói, nữ thần mời yên tâm, khô huyết sơn mạch là chúng ta Âm Nguyệt tộc địa bàn, chúng ta lợi dụng nơi này khô máu âm sát khí, chế tạo ra liền một cái huyết sát đại trận, Âm Vu lão tổ không dám tới. Năm đó Âm Nguyệt tộc, thiếu chút nữa bị Âm Vu lão tổ giết được diệt tộc, thật may bị buộc trốn vào khô huyết sơn mạch bên trong. Đây là hắc âm thì không ác liệt nhất địa phương, sơn cùng thủy tận, dễ thủ khó công. Tùy tiện mượn dùng một chút mạch sát khí, liền có thể bố trí cường đại bảo vệ sát trận. Vạn cổ năm tháng tới nay, Âm Vu lão tổ cũng không có tấn công khô huyết sơn mạch, bởi vì xuất chinh giá quá lớn. Diệp Thần cau mày nói, chúng ta đoạt lại túc mệnh chi hoàn, chỉ sợ Âm Vu lão tổ, sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tấn công nơi này. Kỷ Tư Thanh nói, đúng là như vậy. Hướng Âm Nguyệt tộc chúng nữ nói, các ngươi giữ canh gác. Chú ý Âm Vu tộc xâm phạm. Người nữ kia tế ti nói, được, mời các vị yên tâm, mọi người đều là bạn bè, chúng ta nhất định bảo vệ các ngươi an toàn. Thương nghị trước, Diệp Thần đoàn người, tiến vào khô huyết sơn mạch bên trong. Khô huyết sơn mạch bên trong, xây dựng rất nhiều đơn sơ nguyên thủy nhà lá, là một cái cổ lão bộ lạc hình dáng, và khoáng đạt hắc ám đế thành, đó là hoàn toàn không pháp tướng so. Diệp Thần đoàn người, liền ở trong bộ lạc nghỉ ngơi. Ở bộ lạc bên trong, đứng sừng sững một pho tượng, nhưng đã sụp đổ. Diệp Thần thấy vậy sụp đổ pho tượng, chính là hắn cái này luân hồi chi chủ pho tượng, không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi. Nơi này tại sao có thể có luân hồi chi chủ pho tượng? Người nữ kia tế ti nói, luân hồi chi chủ, từng là chúng ta tín ngưỡng, nữ vương bệ hạ ở trước khi chết nói, cuối cùng có một ngày, luân hồi chi chủ sẽ mang chúng ta đi ra hắc ám, đoạt lại chúng ta đã từng nơi có đồ. Thậm chí là tiêu diệt Âm Vu tộc.
dừng một chút, khóe miệng nàng lộ ra buồn bã nụ cười, nói, nhưng, luân hồi chi chủ đã chết, hắn không đáng giá được chúng ta tín ngưỡng. Nàng lại nhìn xem Diệp Thần, nói, ngươi kêu Diệp Thí Thiên, nghe nói ngươi thừa kế luân hồi đạo thống, nhưng ngươi làm sao có thể cùng luân hồi chi chủ so sánh. Luân hồi ngày trời đã diệt, chúng ta Âm Nguyệt tộc muốn quật khởi nói, chỉ có dựa vào chính mình. Diệp Thần im lặng, hắn tự nhiên không thể biểu lộ mình thân phận. Kỷ Tư Thanh nhìn xem vậy sụp đổ luân hồi pho tượng, quát lên, các ngươi sợ cái gì, luân hồi chi chủ cho dù chết, ta cũng có thể đem hắn sống lại, các ngươi mau đem pho tượng đứng lên. Người nữ kia tế ti nói, làm sao sống lại, dùng túc mệnh chi hoàn sao? Nhưng luân hồi vận mệnh, siêu thoát chư thiên, không hề sẽ bị túc mệnh chi hoàn khống chế. Kỷ Tư Thanh thân thể run rẩy, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Đúng là, nàng ở túc mệnh chi hoàn trên, không nhìn thấy Diệp Thần vận mệnh ký hiệu, liền một chút dấu vết vậy không tìm được. Nàng mạo hiểm tiến vào hắc âm thì không, vốn chính là muốn cướp lấy túc mệnh chi hoàn, sống lại Diệp Thần. Nhưng hôm nay, túc mệnh chi hoàn bắt vào tay, nàng nhưng phát hiện không cách nào làm được. Lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, nàng có thể sống lại người bất kỳ, hết lần này tới lần khác không thể sống lại Diệp Thần. Không khí trong sân, cũng là đổi được ảm đạm bi thương, trừ nữ rơi lệ. Diệp Thần thấy vậy, không nhịn được đứng dậy, hướng Âm Nguyệt tộc chúng nữ nói, các ngươi tín ngưỡng, liền yếu ớt như vậy sao? Nhanh như vậy liền vứt bỏ luân hồi. Luân hồi chi chủ dù chết, nhưng cũng không phải là không có sống lại cơ hội, túc mệnh chi hoàn phục không sống được hắn, còn có huyết nguyệt thiên đế, thích giả Phật tổ sẽ xuất thủ, các ngươi cần gì phải như vậy thương cảm. Coi như luân hồi chi chủ, phục không sống được, ta Diệp Thí Thiên, cũng có thể thừa kế luân hồi di chí, phát huy. Âm Nguyệt tộc chư nữ trố mắt nhìn nhau, nghe Diệp Thần lần này hùng dũng lời nói, các nàng cũng không có biểu lộ ra bao lớn chập chờn, yên lặng lắc đầu, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Xem bọn hắn hình dáng, hiển nhiên ở trong lòng bọn hắn, luân hồi chi chủ là độc nhất vô nhị tồn tại, cũng không phải người bất kỳ có thể thay thế. Kỷ Tư Thanh cũng là cau mày nói, Diệp Thí Thiên, người thay thế không được luân hồi chi chủ. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi cười khổ một tí, nhưng trong lòng lại có điểm vui vẻ yên tâm. Chí ít, ở chư nữ trong lòng, luân hồi chi chủ là không thể thay thế, địa vị chí cao vô thượng. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, trước khôi phục trạng thái, mới có thể đối kháng Âm Vu lão tổ. Kỷ Tư Thanh hơi có chút ý hưng suy yếu, nói. Diệp Thần gật đầu, liền không nhiều lời nữa, ở trong bộ lạc điều tức khôi phục. Âm Nguyệt tộc rất nhiều cô gái, thì ở khô huyết sơn mạch bên ngoài bảo vệ canh gác. Ở gần nửa ngày sau này, nhưng lại có một đạo bóng người, gương mặt trắng bệch, lảo đảo đi tới khô huyết sơn mạch lối vào. Người nào? Âm Tháng bọn thủ vệ cảnh giác. Ta là ma thần chủ, để cho ta đi vào. Thân ảnh này chính là thân Đồ Uyển Nhi. Rất nhiều Âm Tháng canh phòng kinh hãi, biết nàng là luân hồi trận doanh đồng minh, lại là đối kháng Âm Vu lão tổ mạnh mẽ tồn tại, lật đật thả nàng đi vào. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba người thấy thân Đồ Uyển Nhi trở về, vừa kinh lại vui. Kỷ Tư Thanh nói, Uyển Nhi, không có sao chứ? Thân Đồ Uyển Nhi thở một hơi, nói ta không có sao, ở Âm Vu lão tổ trên địa bàn, ta không đánh lại hắn, nhưng muốn trở lui toàn thân, cũng không phải là vấn đề gì. Hôm nay thân Đồ Uyển Nhi, cùng Âm Vu lão tổ đại chiến kết thúc, linh khí tiêu hao lớn vô cùng, nhưng nàng nhưng khác thường không có bị thương, có thể gặp nàng thực lực cũng là 10 phần cường hãn. Cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân rời đi. Dừng một chút, thân Đồ Uyển Nhi lại nói, bất quá, ta hôm nay trạng thái rất kém cỏi, một khi Âm Vu lão tổ đuổi giết tới đây, chúng ta có thể không ngăn được. Nếu túc mệnh chi hoàn, đã bắt vào tay, vậy chúng ta nhanh lên rời đi, không muốn ở lâu. Nghe được thân Đồ Uyển Nhi muốn cùng Kỷ Tư Thanh các người rời đi, một cái Âm Nguyệt tộc nữ tế ti, vội vàng hướng Kỷ Tư Thanh nói. Vận mệnh nữ thần. Mời ngươi không muốn bỏ rơi chúng ta, nhà chúng ta công chúa, còn cần ngươi ra tay sống lại. Âm Nguyệt công chúa đã thành một cổ thi thể lạnh như băng, muốn sống lại nói, chỉ có dựa vào Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, nói ta không đi. Hướng thân Đồ Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, chúng ta không thể nhanh như vậy rời đi, mặc dù túc mệnh chi hoàn bắt vào tay, thế nhưng trong lòng chén rượu kiếm, còn chưa tới tay. Thân Đồ Uyển Nhi trong mắt co giúp một cái. Nói, ngươi còn muốn cướp lấy trong lòng chén rượu kiếm.
Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, vậy trong lòng chén rượu kiếm, là Chu Mục Thần tâm ma kiếm, nếu như có thể bắt được, tương lai chúng ta có thể đối phó Chu Mục Thần, kiếm này không cho phép bỏ qua. Diệp Thần nghe đến chỗ này, cũng là gật đầu một cái, Chu Mục Thần thân phận rất thần bí, thực lực vậy rất cường đại, năm đó từng tự tay tạo hóa ra Đà Đế cổ thần. Lớn mạnh như vậy tồn tại, muốn tiêu diệt hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Nếu như có thể bắt được trong lòng chén rượu kiếm, có cái này cầm tâm ma kiếm, tương lai liền có thể khắc chế Chu Mục Thần. Thần Độ Uyển Nhi lo lắng, nói, muốn từ Âm Vu lão tổ trong tay, cướp lấy trong lòng chén rượu kiếm, nơi nào có như thế dễ dàng. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía vậy Âm Nguyệt tộc nữ Tế Ti, nói các ngươi nơi này, có phải hay không có một cái bảo vệ sát trận? Người nữ kia Tế Ti nói, là có một cái huyết sát đại trận, dựa vào địa mạch xây mà thành, nhưng tối đa chỉ có thể từ thủ, muốn phải phản kích Âm Vu lão tổ, sợ rằng khó mà làm được. Kỷ Tư Thanh trầm ngâm một hồi, nói ta có thể lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, đem máu kia sát đại trận uy lực, ngắn ngủi tăng lên 100 lần, nhưng cần phải có người trấn áp tâm trận. Ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, muốn gọi ta trấn áp tâm trận. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, Diệp Thí Thiên, ngươi thực lực rất cường đại, cũng chỉ có ngươi có thể trấn áp tâm trận, dựa vào máu kia sát đại trận và ta túc mệnh chi hoàn uy lực, có lẽ có thể đánh chết Âm Vu lão tổ. Diệp Thần nói, chỉ sợ Âm Vu lão tổ không đến. Cái này Khô Huyết Sơn Mạch, là Âm Nguyệt tộc địa bàn, Diệp Thần đám người ở nơi này, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như Âm Vu lão tổ hạ xuống, ắt phải lớn bị ảnh hưởng. Ở Hắc Ám Đế Thành và Uyên Hạ Cung, Diệp Thần các người là tuyệt đối không thể nào đánh chết Âm Vu lão tổ, bởi vì vậy hai cái địa phương, đều là người sau địa bàn. Nhưng Khô Huyết Sơn Mạch mà nói, cũng không phải Âm Vu lão tổ địa bàn, hắn không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Kỷ Tư Thanh mỉm cười nói, túc mệnh chi hoàn ở ta trong tay, hắn muốn đoạt lại mà nói, khẳng định sẽ đến. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, trong đầu nghĩ cũng vậy, Âm Vu lão tổ không thể nào buông tha túc mệnh chi hoàn. Được, vậy chúng ta liền ở chỗ này, chuẩn bị cùng Âm Vu lão tổ quyết tử chiến một trận. Diệp Thần cũng muốn đánh chết Âm Vu lão tổ, cướp lấy vậy trong lòng chén rượu kiếm. Còn nữa, Âm Vu lão tổ linh hồn máu tươi, cũng có thể cho Diệp Thần đúc âm văn, tiến một bước chế tạo quang minh chi tâm. Đêm đến, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thần Độ Uyển Nhi 4 người, tinh thần linh khí cũng khôi phục rất nhiều, phỏng đoán lại qua một đêm, bọn họ liền có thể khôi phục đến đầy đủ trạng thái, cùng Âm Vu lão tổ quyết chiến. Dưới màn đêm, Khô Huyết Sơn Mạch hoàn cảnh lại là tồi tệ, gió lớn thổi cạo, trong không khí tràn ngập một cổ quái mùi thúi, có chút giống thi thúi, lại có chút giống máu tươi hôi thúi sau mùi tanh. Diệp Thần nghe Âm Nguyệt tộc người nói, năm đó Âm Vu lão tổ và Chu Mục Thần đánh một trận, Chu Mục Thần thua chạy, dưới trọng thương, chảy rất nhiều máu tươi. Những thứ này máu tươi chảy như dòng nước ở trên vùng đất, liền hình thành một khối khô máu bình nguyên, sau đó cuộc bể dâu, bản khối thay đổi, bình nguyên nhô lên biến thành hoành đoạn sơn mạch, chính là hôm nay Khô Huyết Sơn Mạch. Nghe những thứ này truyền thuyết lâu đời, Diệp Thần tổng cảm giác tâm bên trong có chút phát mao, nghĩ thầm Chu Mục Thần, nhưng đầu óc bên trong hiện ra bóng người, nhưng là Sử Thần vậy kinh khủng dữ tợn mặt. Chu Mục Thần và Sử Thần tới giữa, lại có cái gì sâu xa? Diệp Thần trong lòng thầm nhủ, trong không khí truyền tới máu mùi thúi, để cho người liên tưởng đến rất nhiều núi thây biển máu, xương trắng thi thể kinh tởm hình ảnh. Hắn có thể khẳng định, Chu Mục Thần và Sử Thần tới giữa, nhất định tồn tại cái gì thương tiếc, nhưng hắn nhưng không cách nào suy tính ra sau lưng bí mật. Nơi này hoàn cảnh quá kém. Kỷ Tư Thanh cau mày, cái này Khô Huyết Sơn Mạch, hoàn cảnh thật là quá ác liệt. Quang là buổi tối vậy hôi thối không khí, là có thể để cho người nổi điên, thật không biết trong quá khứ trong 5 tháng, Âm Nguyệt tộc là làm sao tới ngay đây. Rào. Kỷ Tư Thanh linh khí ngưng tụ, thả ra một đầu ngọn lửa chu tước, ánh chiếu bầu trời đêm, xua tan Khô Huyết Sơn Mạch bên trong cổ quái mùi. Ngụy Dĩnh vậy thực ra tay, băng thần linh khí tách thả ra, ngưng hóa ra một đầu băng tuyết thần lộc, dậm chân sông lên bay lên trời, cùng Kỷ Tư Thanh ngọn lửa chu tước. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chu tước cùng băng lộc, khí tượng ở trên trời bầu trời xen lẫn, ngọn lửa hơi thở, băng tuyết hơi thở, lẫn nhau dung hợp với nhau, để cho được Khô Huyết Sơn Mạch không khí, cũng là đổi được vô cùng mát mẻ, thấm vào lòng người. Có người tới, là Âm Vu tộc người. Đây là,
Âm Nguyệt tộc canh phòng, đi vào bẩm báo, vẻ mặt mang ngưng trọng. Chỉ gặp có mười mấy đạo lưu quang, đang nhanh chóng hướng Khô Huyết Sơn mạch phóng tới, hơi thở vô cùng cường đại, đem trên bầu trời chu tước khí tượng, băng lộc khí tượng, toàn bộ vặn được nghiền, ngọn lửa toái mang và băng tuyết toái mang mãn không phiêu tán. Vậy mười mấy đạo lưu quang, bay xuống đến Khô Huyết Sơn mạch ra, liền đáp xuống, cũng không có đi vào. Người ở bên trong, toàn bộ cho ta cút ra đây. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Thần nhận ra, đó là Âm Vu lão tổ đệ tử, hình thiên lớn thanh âm của gió. Tên này còn chưa có chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn đã từng giết hình thiên gió lớn hai lần, trước đây ở Uyên Hạ Cung thời điểm, liền một đao chém eo liền hắn. Hắn không nghĩ tới, cái này hình thiên gió lớn, lại có thể lại còn sống. Âm Vu tộc sinh mạng nước suối, thật có thần kỳ như vậy, có thể làm cho không người nào giới hạn sống lại. Nghe được hình thiên gió lớn ở bên ngoài gào thét, Diệp Thần đứng dậy, hướng Kỳ Tư Thanh chư nữ nói, Tư Thanh cô nương, Ngụy cô nương, các ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài xem. Vừa nói, Diệp Thần liền dẫn Âm Nguyệt tộc cô gái, sải bước xuất ngoại, quả nhiên thấy hình thiên lớn gió mang mười mấy Âm Vu tộc trưởng lão cường giả, đang đứng ở bên ngoài. Hình thiên gió lớn từ chưa đủ sợ hãi, nhưng sau lưng hắn tất cả trưởng lão, nhưng là không thể khinh thường. Diệp Thần dưới quyền, một đám Âm Nguyệt tộc cô gái, nhất thời ngưng thần đề phòng, rối rít rút binh khí ra. Diệp Thần giơ tay lên một cái, tỏ ý các nàng không cần khẩn trương, hướng hình thiên gió lớn nói. Ngươi lại sống lại, giỏi lắm. Hình thiên gió lớn cười hắc hắc, nói, đúng vậy, Diệp Thí Thiên, bỏ mặc ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi đều là giết không chết ta. Nếu như là người bình thường, bị Diệp Thần giết hai lần, vậy cho dù có thể sống lại, vậy tất nhiên là đạo tâm bị long đong, đối hắn tràn đầy sợ hãi. Nhưng, cái này hình thiên gió lớn, nhưng không có gì sợ hãi hình dáng. Diệp Thần trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, Âm Vu tộc vậy sinh mạng nước suối, đích xác là vô cùng kỳ diệu. Chính xác mà nói, đó là tinh không thần ao hiệu quả. Dẫu sao Âm Vu tộc sinh mạng nước suối, chính là tinh không thần ao một giọt nước hóa thành. Hình thiên gió lớn nói, ta phụng lão tổ mệnh lệnh tới, cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn giao ra túc mệnh chi hoàn, hơn nữa lập tức lăn ra khỏi hắc âm thì không, thế sau này lại không bước vào, lão tổ liền không truy cứu các ngươi tội nghiệt. Diệp Thần nghe hình thiên gió lớn nói, tại chỗ liền cười, nói, ha ha, làm sao, Âm Vu lão tổ là sợ chúng ta. Cũng không dám đích thân tới, phái ngươi tới truyền lời. Hình thiên gió lớn cả giận nói, càn rỡ, người nói gì sao? Chung quanh một đám trưởng lão, cũng là tức giận, quát lên. Thằng nhóc, dám làm nhục lão tổ, người tự tìm cái chết. Hình thiên thiếu gia, chúng ta trực tiếp ra tay làm thịt hắn, đừng cùng hắn nói nhảm. Nghe nói hắn thôn vũ đao lợi hại, lão phu ngược lại muốn xem, một cái thần đạo cảnh tầng 2 thiên con kiến hôi, có thể nhúc nhích dùng thanh đao này mấy lần. Tất cả trưởng lão đối Âm Vu lão tổ, rõ ràng cho thấy 10 phần thành kính trung hiếu, vừa nghe đến Diệp Thần lời nói hơi có vô lễ, lập tức liền muốn bạo khởi ra tay. Hình thiên gió lớn giơ tay lên ngừng tất cả trưởng lão, hừ một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão tổ là cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn giao ra túc mệnh chi hoàn, các ngươi liền có thể rời đi. Nếu là các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta Âm Vu tộc Thiên Vu đại quân, triệu binh mã, 3 ngày sau, liền muốn giết tới, đem nơi đây san bằng, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Thần cười nói, các ngươi có nhiều ít binh mã, cứ việc phái tới chính là, ha ha, bất quá ngươi tối nay, là đừng muốn đi trở về. Thất sát tham lang khói, cho ta tiêu diệt. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong tay bộc phát ra cuồn cuộn khói báo động, quỷ khóc sói chu, hắc ám kinh khủng hơi khói. Mang kịch độc cùng vô số dơ bẩn bẩn thỉu, thậm chí còn vét sạch Khô Huyết Sơn mạch quỷ dị khí huyết, cuồng như vậy hướng hình thiên gió lớn tập sát đi. Hình thiên gió lớn con người co rúm lại, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ vào lúc này động thủ. Hô! Vậy thất sát tham lang khói, lập tức quấn quanh đến trên người hắn, kịch độc quỷ dị hơi khói, ngay tức thì đem ra hắn máu thịt, nội tạng xương, toàn bộ ăn mòn được mục nát. Hình thiên gió lớn hét thảm lên, trong thoáng chốc ngã xuống đất toi mạng, thân thể suy suy vang dội, ngay chớp mắt liền biến thành một bãi mù. Lần này ngươi còn có thể sống lại sao?
Diệp Thần lãnh khốc cười một tiếng, không giết chết Hình Thiên Gió Lớn, hắn tâm lý ý niệm đều không hiểu rõ. Lần này hắn ra tay, vận dụng cực kỳ kinh khủng Thất Sát Tham Lang Khói, đem Hình Thiên Gió Lớn thể xác và tinh thần linh hồn, nơi có thời gian tuyến, toàn bộ mục nát xong thực hết. Thảm như vậy mãnh liệt kiểu chết, hắn có thể dự cảm đến, Hình Thiên Gió Lớn là không thể nào lại sống lại. Bởi vì, Thất Sát Tham Lang Khói, là Sửu Thần tộc thần thông, bản thân liền mang theo Sửu Thần còn để lại lực lượng đáng sợ, mang theo cấm kỵ ăn mòn chú giết. Bị Sửu Thần thuật pháp giết chết người, sống lại vô cùng khó khăn, cơ hồ không thể nào. Thằng nhóc, ngươi dám giết người. Chung quanh rất nhiều âm vu tộc các trưởng lão, thấy Diệp Thần lại có thể thống hạ sát thủ, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy khủng bố, đoạn tuyệt Hình Thiên Gió Lớn sống lại có thể, bọn họ không khỏi được kinh hãi, thì phải làm khó dễ. Bảo vệ Diệp công tử. Rất nhiều âm nguyệt tộc cô gái, đứng ra, đem Diệp Thần bảo vệ ở phía sau. Khô Huyết Sơn Mạch, Thiên Sơn Vạn Hác, mờ mịt thâm cốc bên trong, từng cái âm nguyệt tộc nữ chiến sĩ, đang cảm giác đến thiên cơ thay đổi sau đó, lập tức như thủy triều xông ra, đằng đằng sát khí. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thân Độ Uyển Nhi ba phụ nữ, vậy vội vàng chạy vội ra, thấy Hình Thiên Gió Lớn chết thảm, các nàng cũng biết, sự việc không thể nào quay đầu lại, cùng âm vu lão tổ, đã là hoàn toàn quyết liệt. Cái gọi là hai quân giao chiến, không chém xứ, nhưng hiện tại, Diệp Thần tương lai truyền lời Hình Thiên Gió Lớn, trực tiếp xóa bỏ, đây là tỏ rõ xé rách ra mặt, tuyệt không quay về quyết tâm. Vậy mười mấy âm vu tộc trưởng lão, gặp Diệp Thần bên này trận thế khủng bố, cũng không dám phách lối nữa, vội vàng xoay người rời đi, một cái trưởng lão quăng ra một câu lời độc ác. Các ngươi cũng cho ta chờ, ba ngày sau, ta âm vu tộc đại quân giết tới, chính là các ngươi ngày rỗ. Thấy những cái hiện kia âm vu tộc trưởng lão, chạy mất dạng hình dáng, âm nguyệt tộc chúng nữ lớn tiếng hoan hô, đều giống như là ra liền một hơi ác khí. Một cái nữ tế ti nhưng có chút buồn lòng nói, âm vu tộc đại quân buông xuống, sợ là khó đối phó. Khô Huyết Sơn Mạch hoàn cảnh tồi tệ, trong quá khứ trong năm tháng, âm vu tộc cho tới bây giờ không có xâm chiếm. Bọn họ mặc dù không có xâm chiếm, nhưng cũng không phải là nói không dám, chỉ là bởi vì làm giá quá lớn, cho nên không có hành động thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Thần các người cướp đi túc mệnh chi hoàn, lại đem âm vu lão tổ mặt mũi dẫm ở dưới chân, vậy có thể tưởng tượng, âm vu tộc tuyệt đối sẽ không tiếc giá phải trả, phát động tấn công. Một khi âm vu tộc đại quân giết tới, lấy âm nguyệt tộc năng lực, là rất khó ngăn cản. Kỷ Tư Thanh ngược lại là vô cùng tự tin, nói, không có vấn đề, ta sẽ xuất thủ. Vận mạng huy quang, sẽ che chở các ngươi, ban cho các ngươi chúc phúc. Một đêm sau này, đến khi ngày thứ hai, Kỷ Tư Thanh linh khí tinh thần, đã hoàn toàn khôi phục. Nàng đầu tiên là đem ở Uyên Hạ Cung bên trong, chết đi âm nguyệt tộc sát thủ, toàn bộ sống lại. Rồi sau đó, lại sống lại âm nguyệt công chúa. Cuối cùng sống lại âm nguyệt nữ vương. Túc mệnh chi hoàn, ở nàng sau ót lơ lửng, giống như là một cái vô cùng thần thánh vòng sáng. Nàng chấp trưởng túc mệnh chi hoàn, đúng như chí cao vô thượng vận mệnh nữ thần vậy. Âm nguyệt công chúa và âm nguyệt nữ vương sống lại, hai mẹ con gái đoàn tụ, vô cùng vui vẻ, ôm nhau mà khóc. Bất quá mới vừa sống lại các nàng, linh khí đặc biệt nông cạn, thực lực rất kém cỏi. Cơ hồ chính là người bình thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đại địch trước mặt, Kỷ Tư Thanh cần tiết kiệm linh khí, không thể quá mức chi nhiều hơn thu lãng phí. Âm Nguyệt công chúa ở sống lại sau đó, lại cùng mẫu thân đoàn viên, thái độ liền khiêm tốn nhiều, hướng Kỷ Tư Thanh nói, vận mệnh chủ, ta đồng ý ngươi vị cách, ngươi là chân chánh vận mệnh nữ thần, túc mệnh chi hoàn quy ngươi. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười, nói, bây giờ nói túc mệnh chi hoàn thuộc về. Còn có chút quá sớm, chúng ta trước đánh bại âm vu lão tổ nói sau. Âm vu tộc đại quân, ba ngày sau thì phải tới sát. Nàng ánh mắt nhìn ra xa hướng bầu trời phương xa, có thể thấy trôi lơ lửng ở chính giữa thiên vực Hắc Ám Đế Thành. Giờ phút này, tòa kia Hắc Ám Đế Thành, lại có thể ùng chấn động, chậm rãi hướng Khô Huyết Sơn Mạch lái tới. Âm vu lão tổ phải dẫn cả tòa thành, tới đây vây quét Khô Huyết Sơn Mạch. Tối đa ba ngày sau. Hắc Ám Đế Thành đánh đến nơi xuống. Âm vu lão tổ mang thành xuất chinh, là phải đem âm nguyệt tộc địa mạch sắc bén, hoàn toàn áp chế, không cho âm nguyệt tộc bất kỳ lật bàn cơ hội. Khô Huyết Sơn Mạch bên trong, âm nguyệt tộc chiến sĩ, ở tối hôm qua đã bố trí tốt liền phòng ngự,
rất nhiều bảo vệ trận vậy mở ra. Nhưng lấy âm nguyệt tộc năng lực, muốn đối kháng toàn bộ hắc ám đế thành, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Âm nguyệt tộc lớn nhất dựa vào, chính là trong dãy núi ương, hội tụ địa mạch máu tà khí, kiến tạo ra một tòa huyết sát đại trận. Chỗ tòa này huyết sát đại trận, chính là một tòa lớn sát trận, hội tụ khô huyết sơn mạch địa mạch sát khí năng lượng. Toàn bộ âm nguyệt tộc, rất nhiều bảo vệ đại trận, đều là vây quanh chỗ tòa này huyết sát đại trận xây. Chỗ tòa này huyết sát đại trận, đặc biệt to lớn, tọa lạc tại một phiến đại bình nguyên bên trong. Cái này phiến đại bình nguyên, là ngày xưa âm nguyệt công chúa, chém mình sơn nhạc, mở ra đi ra ngoài. Vì xây máu này sát đại trận, âm nguyệt tộc hao phí vô số tâm huyết. Chế tạo trận pháp tài nguyên vật liệu, phần lớn là âm nguyệt công chúa, dựa vào vạn hoa đồng huyết nhãn, rất miễn cưỡng từ trong ảo tưởng tạo hóa đi ra ngoài. Vì để cho âm nguyệt công chúa giữ linh khí, âm nguyệt tộc huyết tế liền vô số người, giá phải trả thảm thiết. Chỗ tòa này huyết sát đại trận, có thể nói là chân chính dùng máu tươi sinh mạng đúc nên. Huyết sát đại trận do bằng đá chế tạo, phía trên khắc đầy cổ xưa trận văn, chế tạo trận pháp này bản vẽ, là Hoàng Già Thiên lưu lại. Hoàng Già Thiên là vạn hoa đồng huyết nhãn người sáng tạo, hắn đỉnh cấp thời điểm thực lực, xa so với người thường tưởng tượng cường đại hơn, dẫu sao hắn sáng chế vạn hoa đồng huyết nhãn, ở 33 thiên thần thuật bên trong, hạng thứ tư, đứng sau người ngu thần thuật, đao kiếm thần quyết và thiên đấu đại đồ kiếm, thực lực có thể tưởng tượng được. Đỉnh cấp thời điểm Hoàng Già Thiên, cho âm nguyệt tộc để lại rất nhiều cổ tịch, bí pháp thần thông. Những thứ này cổ tịch bên trong, thậm chí có chút là ghi lại Titan cự thần, sử thần cùng đặc biệt cổ xưa qua lại bí mật. Cái này huyết sát đại trận, chính là Hoàng Già Thiên sáng chế trận pháp, là một tòa máu tươi ảo trận, đem máu tươi dốc vào đến trận pháp bên trong, có thể biến ảo ngàn vạn huyết ma, vô cùng lợi hại. Diệp thần dùng thử tòa trận pháp này, đem mình máu tươi, bơm vào đến trận pháp bên trong. Trận pháp mở ra động, Diệp thần máu tươi, ngay tại ảo trận bên trong, hóa ra mười mấy đầu huyết ma, hiểu rõ trượng cao lớn, uy mãnh hung hãn. Nếu là máu tươi đầy đủ, đích xác là có thể biến hóa muôn vàn huyết ma, uy năng vô lượng. Chính là bởi vì có chỗ tòa này huyết sát đại trận tồn tại, âm nguyệt tộc mới có thể ở âm vu lão tổ uy áp hạ, còn sống sót. Bất quá, chỗ tòa này huyết sát đại trận, tối đa chỉ có thể dùng để phòng thủ, muốn giết ngược âm vu lão tổ, đó là tuyệt đối không thể nào. Diệp Thí Thiên, người đứng ở tâm trận trên. Kỷ Tư Thanh gọi ra túc mệnh chi hoàn, dự định lợi dụng vận mạng lực lượng, cưỡng ép tăng lên huyết sát đại trận uy lực. Diệp thần đứng ở trung ương trận pháp, thân thể như núi cao vậy nguy nga không nhúc nhích, nếu như định hải thần châm. Kỷ Tư Thanh hài lòng gật đầu một cái, ở đám người ánh mắt nhìn soi mói, thúc giục túc mệnh chi hoàn, từng luồng sáng chói vận mệnh chói lọi, mang mây tía, thả ra. Vận mạng thần quang, chúc phúc mọi người. Thuận theo thiên mệnh người, được ta che chở. Không vâng lời vận mệnh người, đem gặp thiên phạt. Ta thân tức là vận mệnh chủ, chấp trưởng thiên mệnh, xẻ thịt càn khôn, uy sắp chư thiên, nói sao làm vậy, thuận ta người sinh, người nghịch ta chết. Kỷ Tư Thanh phát ra tiếng ngâm sướng, từ nhẹ nhàng đổi được nghiêm túc, từ nghiêm túc đổi được bá đạo, đến cuối cùng ánh mắt uy nghiêm ác liệt, như thần minh nhìn xuống con kiến hôi, biểu dương ra trí cao thô bạo. Ông, ở nàng tiếng ngâm sướng dưới, túc mệnh chi hoàn bộc phát ra trước đó chưa từng có nóng rực chói lọi, so mặt trời còn muốn sáng chói, làm người không cách nào nhìn thẳng. Vậy màu trắng bạc thần thánh chói lọi bên trong, mang số mệnh mây tía, như thác vải thiên hà vậy cuồn cuộn rủ xuống, rơi vào máu kia sát đại trận trên, cả tòa huyết sát đại trận, nhất thời bị vận mạng thánh quang bao trùm, một phiến phiến quang phủ xen lẫn. Ở Kỷ Tư Thanh trí cao vận mệnh năng lượng bao phủ hạ, huyết sát đại trận đạt được vận mệnh chúc phúc, ẩn bên trong uy năng thật to tăng lên. Kỷ Tư Thanh bày ra vận mệnh hơi thở, lại mang theo nhân quả luật bí ẩn, thuận nàng người sinh, nghịch nàng người mất, đặc biệt bá đạo. Nếu như âm vu tộc xâm phạm, vậy âm vu tộc võ giả, có thể không ngăn được nàng vận mạng uy áp. Vận mệnh đại lộ cùng huyết sát đại trận dung hợp, bùng nổ cực kỳ mãnh liệt lực bài xích, nguyên tòa đại trận thật giống như tan vỡ vậy, chấn động. Diệp Thí Thiên, ổn định. Kỷ Tư Thanh quát lên. Diệp thần gật đầu một cái, chấn định tâm thần, gọi ra bất hủ phong bi, phối hợp tự thân, chấn áp đại trận, để cho chỗ tòa này huyết sát đại trận hơi thở, có thể chậm rãi cùng vận mệnh đại lộ dung hợp.
vậy không mục nát phong bi trên, khắc Diệp Thần đi qua quang vinh, vô số sử thi truyền kỳ, to lớn mênh mông. Nhưng mà, những thứ này đi qua quang vinh, ở Diệp Thần đoạt đắc đạo tông thi đấu hạng nhất sau đó, chính là hơi ngừng. Thấy bất hủ phong bi lên ra truyền kỳ sử thi, mới vừa vẫn là một mặt uy nghiêm kỳ tư thanh, nhưng là ngay tức thì bị xúc động, lộ ra một cổ chán nản thần sắc. Luân hồi chi chủ đã chết, truyền kỳ kết thúc hạ màn, nàng vốn là muốn dùng túc mệnh chi hoàn, sống lại luân hồi, nhưng làm sao trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, nhưng là liền túc mệnh chi hoàn đều không cách nào sống lại. Ngụy Dĩnh, Thần Đồ Uyển Nhi, Âm Nguyệt Công Chúa và Âm Nguyệt Nữ Vương, khi nhìn đến bất hủ phong bi lên truyền kỳ sau đó, đều là kích động. Âm Nguyệt Nữ Vương đạo, con gái ngoan, người đi cầm luân hồi chi chủ pho tượng, lần nữa đứng lên. Âm Nguyệt Công Chúa nói, nhưng mà, nương thân, luân hồi chi chủ không phải đã chết rồi sao? Lại lập hắn pho tượng, lại có ý nghĩa gì? Hắn không thể nào che chở chúng ta. Âm Nguyệt Nữ Vương mỉm cười cười một tiếng, sờ một cái đầu nàng, nói, luân hồi chi chủ tuy vẫn, nhưng tinh thần bất diệt, luân hồi trận doanh mồi lửa còn ở, sự việc còn sẽ có chuyển cơ. Nàng trong mắt lại ngắm nhìn Diệp Thần bóng người, thấp giọng lẩm bẩm, lửa này trồng, sẽ không diệt. Âm Nguyệt Công Chúa nói, ừ, được rồi, nương thân, ta nghe ngươi. Vì vậy, nàng đem luân hồi chi chủ pho tượng, lại lần nữa dựng lên. Âm Nguyệt tộc mọi người, đều là cúi chào. Diệp Thần có ở đây không mục nát phong bi trợ lực hạ, rất thuận lợi liền chế trụ huyết sát đại trận dị động. Huyết sát đại trận cùng kỳ tư thanh vận mệnh đại lộ, thuận lợi dung hợp vào nhau. Kế tiếp thời gian 2 ngày, Âm Nguyệt tộc lại bố trí đủ loại ngăn địch thủ đoạn, sẽ chờ Âm Vu lão tổ hạ xuống, quyết tử chiến một trận. Trên bầu trời tòa kia hắc ám đế thành, không ngừng ép tới gần, dần dần đến gần khô huyết sơn mạch. Diệp Thần đã có thể thấy rõ, hắc ám đế thành to lớn nguy nga đường danh, còn có trong thành tất cả Âm Vu tộc người, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, người người mặc khôi giáp, tay cầm đao binh, có thể nói là toàn dân đều là binh, đằng đằng sát khí. Hắc ám đế trung ương thành, trong lòng chén rượu cự kiếm đổ cắm, Diệp Thần có thể mơ hồ thấy kiếm đỉnh bên trên, có một viên điểm đen. Vậy một viên điểm đen, chính là Âm Vu lão tổ bóng người. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm nhận được, Âm Vu lão tổ vậy khí thế bàng bạc. Âm Vu lão tổ ngồi xếp bằng ở kiếm trên đỉnh, trước đây ở Uyên Hà cung đánh một trận. Hắn linh khí tiêu hao to lớn, nhưng hôm nay đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trong thành ngàn vạn con dân, đều ở đây đối hắn quỷ bái, vô số tín ngưỡng hơi thở hội tụ, để cho được hắn thực lực, vậy ở không ngừng tăng lên. Diệp Thần cảm thấy sâu đậm áp lực, mang toàn bộ hắc ám đế thành, ngàn vạn vu sĩ, triệu binh mã, toàn bộ mà đến Âm Vu lão tổ, có thể nói là vô cùng cường hãn. Muốn chiến thắng hắn mà nói, Diệp Thần bên này, chỉ có liên hiệp toàn lực, dựa vào đại trận. Mới có một đường cơ hội. Mộ chủ, Âm Vu lão tổ khuynh thành tới, ngươi cùng hắn chiến đấu lúc đó, không thể cử động nữa dùng thôn vũ đao, nếu không ta sợ ngươi sẽ phải chịu phản tổn thương. Thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi luân hồi nội tình, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng cảm nhận được cái này cổ mưa núi sắp tới hơi thở, cũng là có chút lo âu Diệp Thần, nhắc nhở một câu. Thôn vũ đao mũi nhọn quá mốc. Cho dù là đỉnh cấp thời điểm đao phong nữ hoàng, đều không thể hoàn toàn nắm trong tay. Hôm nay Diệp Thần, chỉ là thần đạo cảnh tầng 2 thiên mà thôi, tự nhiên cũng không khả năng hoàn toàn nắm trong tay thôn vũ đao. Trước đây ở Uyên Hạ Cung, Diệp Thần đã động tới thôn vũ đao, này cùng nghịch thiên mũi nhọn, không thể thường xuyên ra khỏi vỏ, nếu không Diệp Thần phải bị giết ngược. Ta biết, nữ hoàng tiền bối, yên tâm, ta thủ đoạn rất nhiều, cũng không kém một cây thôn vũ đao. Diệp Thần cười nói, coi như không cần thôn vũ đao, sắp đến quyết chiến, hắn cũng không ý kỵ. À, đáng tiếc ta không có thân xác, nếu không ta liền trực tiếp hiện thân giúp ngươi. Đao phong nữ hoàng lại thở dài nói. Diệp Thần nói, không quan hệ, tiền bối, cùng chuyện chỗ này, ta sẽ đi một chuyến cửu liên thời không, giúp ngươi chế tạo thân xác. Đao phong nữ hoàng vui vẻ nói, mộ chủ, vậy thì cảm ơn ngươi. Nàng linh hồn. Đặc biệt đặc thù, thông thường thân xác, không cách nào chứa, chỉ có mời Thanh Liên đạo tổ hậu nhân ra tay, mới có thể chế tạo ra thích hợp nàng ở nhờ thân xác. Hắc ám đế thành, càng ngày càng đến gần. Cuối cùng, ở ngày thứ 3 ban đêm, hắc ám đế thành hạ xuống đến khô huyết sơn mạch ra,
tòa thành trì kia to lớn nặng nề hơi thở, để cho được toàn bộ Khô Huyết sơn mạch, cũng nổi lên cương phong, đợt khí cuồn cuộn, uy thế đè người. Giao. Hắc ám đế thành cự kiếm đỉnh, âm vu lão tổ khiến cho một cái thiên địa pháp tướng thuật pháp, hiển hóa ăn gian trượng cao nguy nga thân thể, âm sát hơi thở vần quanh, ở dưới ánh trăng lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn khủng bố. Diệp Thí Thiên, Kỷ Tư Thanh, ta lại cảnh cáo các ngươi một câu, giao ra túc mệnh chi hoàn, lập tức lăn ra ngoài, các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Nếu không, ta âm vu tộc ngàn vạn con dân, triệu binh mã đánh vào, các ngươi khoảnh khắc liền muốn hóa thành phấn vụn. Âm vu lão tổ phát ra uy hiếp thanh âm, cả tòa hắc ám đế thành, vô số con dân đều ở đây ủng hộ phụ họa. Kỷ Tư Thanh hừ một tiếng, vậy khiến cho cái thiên địa pháp tướng, túc mệnh chi hoàn hóa ra vạn đạo thần quang. Cấu trúc ra một phiến vận mệnh thánh thổ, nàng trôi lơ lửng ở thánh thổ bên trên, hỏa thần chu tước kiêu căng một thể lượn lờ, bá đạo cực kỳ tráng quan, lớn tiếng nói. Âm vu lão tổ, ngươi không cần nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Âm vu lão tổ ra mặt run lên, thần sắc quỷ dị, lại ha ha cười một tiếng, nói ta lại cho các ngươi trong một đêm cân nhắc thời gian, sáng mai cho ta một cái chính xác câu trả lời. Các ngươi nếu dám nói một chữ không, ta kêu các người bằng thây vạn đoạn. Nói xong, hắn đem thiên địa pháp tướng thu liễm trở về, nhưng cũng không có vội vã tấn công. Chủ yếu là, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, còn có âm nguyệt tộc, thật sự là một khối khó gặm xương cứng. Âm vu lão tổ biết, mình coi như có thể gặm xuống, vậy ắt phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả, cho nên muốn khuyên hàng Diệp Thần các người. Nhưng nếu như, Diệp Thần các người còn cố ý cự tuyệt, hắn vậy sau đó định quyết tâm. Không để ý bất cứ giá nào tấn công, nhất định phải đoạt lại túc mệnh chi hoàn. Đây chính là Titan cự thần, năm đó hao phí vô số tâm huyết chế tạo pháp bảo, là vận mệnh chi đạo chí cao thần khí. Âm vu lão tổ không tấn công, Diệp Thần đoàn người, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đi chịu chết. Dựa vào Khô Huyết sơn mạch địa mạch cùng đại trận, phòng thủ phản kích mới là nhất thích đáng sách lược. Hai bên giằng co, đến khi sáng sớm ngày thứ hai. Âm vu lão tổ chắp hai tay sau lưng, quan sát toàn bộ Khô Huyết sơn mạch, vừa lớn tiếng hỏi. Diệp Thí Thiên, Kỷ Tư Thanh, các ngươi là thật không chịu giao ra túc mệnh chi hoàn. Kỷ Tư Thanh cũng lớn tiếng đáp lại, đừng nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Âm vu lão tổ ngũ quan vặn vẹo, ha ha âm hiểm cười nói, rất tốt, rất tốt. Vu tộc nghe lệnh, toàn quân lập tức ra tay, không tiếc giá phải trả, đạp bằng Khô Huyết sơn mạch. Ta sẽ che chở các ngươi, người chết đem ở sinh mạng nước suối bên trong sống lại, giết cho ta. Âm vu lão tổ vung tay lên, khắp thành nhất thời rơi vào cuồng bạo, vô số vu sĩ cao giọng kêu gào đáp lại. Diệp Thần liền thấy vô cùng một màn nguy nga, chỉ gặp thiên thiên vạn vạn âm vu tộc chiến sĩ, như một phiến đông nghịt châu chấu, từ hắc ám đế thành trên bay xuống, điên cuồng lao vào Khô Huyết sơn mạch. Khô Huyết sơn mạch tầng ngoài, đã có một tầng tinh bích hệ bảo vệ. Cùng địa mạch tương liền. Rất nhiều âm vu tộc chiến sĩ, đụng vào tầng này tinh bích hệ, có người bị cấm chế gây thương tích, tại chỗ chết đi, nhưng nhiều người hơn, không sợ chết, dùng mình máu tươi cùng tánh mạng, đánh vào tinh bích hệ, rất nhanh liền đem tinh bích hệ đánh vỡ, vô số âm vu tộc chiến sĩ như châu chấu, như nước thủy triều, như bầy xác sống vậy tràn vào. Khai chiến. Kỷ Tư Thanh nhất thanh thanh hát, cũng là quả quyết hạ lệnh đánh trả. Nàng là lần này quyết chiến chí cao chỉ huy. Ông, túc mệnh chi hoàn trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, ban thưởng vận mạng trói lọi, là mỗi một cái âm nguyệt tộc chiến sĩ, cung cấp vận mạng chúc phúc cùng che chở. Người bị chết, đem ở sẽ túc mệnh chi hoàn bên trong sống lại, sau đó lần nữa đi vào chiến đấu. Âm vu tộc bên này, người bị chết, cũng là ở sinh mạng bên trong nước suối sống lại, hai bên điên cuồng giết hại, không ngừng chết trận lại sống lại. Chém giết vô tận, giống như không bao giờ ngừng nghỉ vậy. Nhưng, như vậy sống lại, cũng không phải là vô hạn. Âm nguyệt tộc huyết sát đại trận khởi động, lại nổ bắn ra ra vận mạng thần quang, xuyên qua hết thảy, vô số âm vu tộc chiến sĩ bị đánh chết, người chết không ngừng sống lại, không ngừng tiêu hao sinh mạng suối năng lượng của nước. Lão tổ, sinh mạng nước suối khô kiệt. Khai chiến không tới 4 tiếng, thì có trưởng lão vội vàng hướng âm vu lão tổ bẩm báo. Âm vu lão tổ thần sắc càng phát ra ngưng trọng, hắn đã sớm biết, một khi khai chiến, bỏ mặc thành bại, hắn tất nhiên là giá phải trả thảm trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là không tới 4 tiếng,
sinh mạng nước suối liền khô kiệt rất. Mà khô huyết sơn mạch bên này, giống vậy không dễ chịu. Không ngừng có người chết đi, Kỷ Tư Thanh không ngừng sống lại, túc mệnh chi hoàn năng lượng, so với chỉ là một giọt nước sinh mạng nước suối, đó là muốn hùng hồn nhiều, trên lý thuyết là thật có thể làm cho không người nào giới hạn sống lại, nhưng Kỷ Tư Thanh linh khí, nhưng không đủ để cho nàng chống đỡ bao lâu. Ở âm vu tộc sinh mạng nước suối khô kiệt sau đó, Kỷ Tư Thanh cũng là đã tiêu hao hết linh khí, gương mặt trắng bệch, không cách nào lại sống lại người bất kỳ. Chân chính ác liệt chém giết chiến đấu, chính thức mở. Tràn đầy núi khắp nơi, toàn bộ là thi thể. Âm vu tộc người nơi này đếm cùng chiến lực, phải xa xa nghiền ép âm nguyệt tộc. Nhưng, âm nguyệt tộc dựa vào địa mạch cùng bảo vệ trận, còn có Diệp Thần, Thần Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh cùng chiến lực đền bù, nhưng là cùng âm vu tộc đấu cái lực lượng tương đương. Nếu như không phải là Diệp Thần, Thần Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh ba người trợ chiến, vậy sợ rằng âm nguyệt tộc sớm sẽ bị công diệt bị thua. Âm vu lão tổ nhìn Diệp Thần, Thần Hiện Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh ba người, ở trong trăm vạn quân giết vào giết ra, không ngừng thu cắt vu tộc chiến sĩ tánh mạng, hắn là không nhìn nổi. Đáng chết, Diệp Thí Thiên cái này mấy người, thật là khắp nơi muốn cùng ta đối nghịch à. Âm vu lão tổ cắn răng nghiến lợi. Lão tổ, sợ rằng vẫn là phải ngươi tự mình ra tay. Tình huống chiến đấu bất lợi, mấy cái vu tộc trưởng lão, rối rít khuyên âm vu lão tổ ra tay. Âm vu lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn nhưng thật ra là không muốn ra tay, muốn dựa vào trăm triệu đại quân, trực tiếp nghiền ép đạp bằng hết thảy. Nhưng tiếc là, Diệp Thần các người dựa vào khô huyết sơn mạch địa mạch cùng đại trận, nghiêm mật phòng thủ phản kích, nhưng để cho hắn nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hắn nếu như tự mình ra tay, nhất định có kinh thiên phong hiểm. Dẫu sao Diệp Thần, Thần Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, liền không có một cái dễ đối phó. Một đám phế vật, ta nuôi các người có ích lợi gì? Âm vu lão tổ khí được thất khiếu bốc khói, nhưng vậy không thể làm gì, khô huyết sơn mạch phòng thủ quá nghiêm mật, hắn phái bao nhiêu người đi xuống, cũng là chịu chết. Muốn tan giã địch chiến thắng, chỉ có hắn tự mình ra tay. Vậy mấy cái vu tộc trưởng lão, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Hưu, âm vu lão tổ phi thân bạo cướp ra, mang kinh thiên phong lôi, nổ được thiên địa càn khôn khí lưu cuồn cuộn. Kiếm tới, hắn vung tay lên, như khuấy động ngân hà, thô bạo không thể nhất thế, vậy trong lòng chén rượu cự kiếm ủng ủng dâng lên, mang muôn vàn thụy hà trói lọi, phóng đến trong tay hắn. Rồi sau đó, cả cây kiếm, ở âm vu lão tổ âm sát hơi thở bơm vào hạ, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn vậy màu sắc. Tất cả thần hy biến thành tà khí, mũi nhọn ác liệt. Diệp Thí Thiên, ta trước hết giết ngươi. Âm vu lão tổ như giận dữ thiên thần, một kiếm mang khó có thể tưởng tượng khí tức bén nhọn, hung hăng hướng Diệp Thần đánh xuống đi xuống. Cái này cầm trong lòng chén rượu kiếm, là ảo muốn bên trong, nhất là binh khí sắc bén, một khi Diệp Thần bị chém trúng, cũng chỉ có đầu lìa khỏi xác kết quả. Quang minh chi tâm, hoàn mỹ biến ảo. Đối mặt âm vu lão tổ vậy hào hùng uy áp, Diệp Thần không chút kinh hoàng, chân đạp huyết sát đại trận, mượn đại trận bảo vệ, chịu đựng ở âm vu lão tổ áp lực, lại thả ra quang minh chi tâm. Vù vù, quang minh chi tâm thần quang tách thả ra, lại có thể từ bán thành phẩm trạng thái, hóa thành hoàn mỹ, bộc phát ra chói lọi, so với túc mệnh chi hoàn còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần, tinh thể trên chín đạo âm văn, tản mát ra cổ xưa khí tức thần bí. Diệp Thần con ngươi lúc này lại là một phiến đỏ tươi, vạn hoa đồng huyết nhãn mở, ảo tưởng không ngừng tách thả ra, ở quang minh chi tâm bốn phía hóa ra đóa đóa hoa sen. Quang minh chi tâm, trên thực tế còn không chế tạo xong, nhưng Diệp Thần dựa vào vạn hoa đồng huyết nhãn ảo thuật, rất miễn cưỡng ảo tưởng tạo hóa ra một viên hoàn mỹ quang minh chi tâm đi ra. Xuy xuy xuy, quang minh chi tâm kịch liệt chói lọi chiếu sáng, để cho được âm vu lão tổ, cả người âm khí cũng là được nghiêm trọng đánh vào, không ngừng bốc hơi. Âm vu lão tổ phát ra từng cơn tiếng kêu, chỉ cảm thấy da máu thịt đều ở đây tí tách vang dội, vô cùng khó chịu. Quang minh chi tâm, là thế gian nhất là sáng chói quang minh thần vật, đối hắn cái loại này âm tộc mà nói, có đặc biệt đáng sợ khắc chế hiệu quả. Tốt cơ hội. Thần Độ Uyển Nhi thấy âm vu lão tổ, bị quang minh chi tâm tổn thương, liền muốn nâng kiếm tập kích đánh ra, nhưng không ngờ, làm nàng ra, tiếp xúc tới quang minh chi tâm huy quang lúc đó. Cũng là xuất hiện lửa đốt đỏ, bị thương tổn, thậm chí muốn nứt ra.
Thân Đồ Uyển Nhi rên lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, nàng là ma thần chủ, nhưng cũng sẽ phải chịu quang minh chi tâm tổn thương. Diệp thần thấy vậy, lớn tiếng nói, Thân Đồ cô nương, Ngụy cô nương, các ngươi là ta chúc phúc, ta đi đối phó Âm Vu lão tổ. Huyết Long, tới. Hưu đích một tiếng, Diệp thần thân thể tiêu xạ nhi ra, trong tay luân hồi thiên kiếm ánh sáng rực rỡ tách thả ra, triệu hoán Huyết Long. Hống. Đi đôi với một hồi kinh thiên long ngâm, Huyết Long từ Diệp thần trong cơ thể ngất trời ra, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, dương nanh múa vuốt, ác liệt hung hãn dị thường. Ở Huyết Long trên mình, đuôi thú hơi thở, tam âm tà vật hơi thở, toàn bộ tràn ngập nổ, để cho được nguyên phiến bầu trời, cũng hóa thành một phiến khói mù, cương phong gào thét, khí lưu nổ ầm, âm lôi lóng lánh, khí tượng thật lớn. Hôm nay Huyết Long thực lực, đủ để nghiền diệt phổ thông thiên đế. Dĩ nhiên, Diệp thần triệu hoán nó trợ lực, là vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất, Huyết Long trên mình đuôi thú khí, rất có thể ăn mòn Diệp thần đạo tâm. Thứ hai, Huyết Long mình, cũng có thể sẽ ở đuôi thú khí cuộn sạch hạ, bị cắn trả chìm ngập. Có thể nói, Huyết Long là một lá bài tẩy, không thể khinh thường dùng. Nhưng hiện tại, đối mặt Âm Vu lão tổ, Diệp thần vậy không do dự, trực tiếp cầm Huyết Long lá bài tẩy này, bạo phát ra. Huyết Long vừa hiện thân, quấn quanh ở Diệp thần trên thân thể, ánh sáng tách thả ra, mười phần nguy nga. Diệp thần nhất thời cảm thấy, từng cổ một quỷ dị kinh khủng hơi thở, từ Huyết Long trên mình tràn ngập ra, điên cuồng ăn mòn hắn đạo tâm. Đó là Huyết Long trước kia hấp thu đuôi thú năng lượng, thật may, Diệp thần luân hồi đạo tâm cường hãn, cắn chặt hàm răng, cũng có thể chịu đựng Huyết Long uy áp. Nếu là đổi thành những người khác, vậy khẳng định liền không chịu nổi. Thân Đồ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Âm Nguyệt công chúa các người, thấy Huyết Long hiện thân, cảm nhận được vậy cổ hào hùng oai rồng, các nàng vậy kinh hãi. Huyết Long lại trưởng thành đến như vậy bước, thật như người thú. Kỳ Tư Thanh có chút kinh ngạc, lập tức liền điều động tự thân còn sót lại linh khí, là Diệp Thần và Huyết Long chúc phúc. Thân Đồ Uyển Nhi và Ngụy Dĩnh, cũng vội vàng thả ra tự thân linh khí, một món thần quang từ từ dâng lên. Cùng là Diệp thần chúc phúc trợ lực. Rắc rắc sát. Ở Kỳ Tư Thanh, Thân Đồ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ chúc phúc hạ, Diệp thần chỉ cảm thấy cả người khí lực cuồng tăng, bắp thịt nổ, thật giống như có xài không hết lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, phía dưới huyết sát đại trận, mạnh mẽ địa mạch chúc phúc bảo vệ, còn có vận mạng trói lọi, cũng ở đây là hắn trợ lực. Tập hợp rất nhiều lực lượng Diệp thần, đổi được vô cùng hung hãn, nhân long hợp nhất. Bàn tay hóa thành màu máu long chảo, phá không hướng Âm Vu lão tổ đâm đi. Âm Vu lão tổ hoảng hốt, vội vàng huy động trong lòng chén rượu kiếm đón đỡ. Có mười mấy Âm Vu tộc trưởng lão, thấy tình thế bất lợi, lập tức phóng lên cao, muốn đi trợ trận. Nhưng lúc này, Âm Nguyệt tộc bố trí huyết sát đại trận, cũng là phát huy ra uy lực, vô số máu tươi ngưng tụ, hóa thành tất cả to lớn huyết ma, gầm thét ngất trời, cuốn lấy những cái kia Âm Vu tộc trưởng lão. Không để cho bọn họ trợ chiến. Mà Âm Vu lão tổ cùng Diệp thần, đã chiến đấu kịch liệt va chạm tới một chỗ, hai bên thần quang như nước thủy triều gào thét, kịch liệt chém giết, xem vậy khí tượng, lại là Diệp thần thoáng chiếm thượng phong. Diệp thần ở Huyết Long, Thân Đồ Uyển Nhi, Kỳ Tư Thanh đám người trợ lực hạ, có thể nói là vô cùng hung mãnh, trong giơ tay nhấc chân, thô bạo lộ ra, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Nguyên Thiên Đế à, hạ xuống đi. Nháy mắt tức thì, Âm Vu lão tổ một tiếng ngâm sướng, trường kiếm chỉ thiên, một món âm khí ngất trời, rồi sau đó liền gặp một đạo bóng mờ, từ trên trời hạ xuống. Cái này đạo bóng mờ, vô cùng to lớn, dữ tợn, quỷ dị, như ác mộng vậy khủng bố, một hạ xuống, thiên địa nhất thời lâm vào đen nhánh bên trong, âm phong gào thét, rất nhiều ma vật từ trong hư không toát ra. Đó lại là Nguyên Thiên Đế bóng mờ. Thế gian cửu âm chủng tộc. Thật ra thì chính là Nguyên Thiên Đế bóng mờ biến thành. Nguyên Thiên Đế bóng mờ, có thể nói là hắn tâm ma, hàm chứa trong nội tâm hắn rất nhiều kinh tởm mặt trái ý niệm. Giờ khắc này, Âm Vu lão tổ lại có thể vượt qua năm tháng thời không, đem Nguyên Thiên Đế bóng mờ, triệu hoán liền xuống. Kinh khủng kia bóng mờ, che khuất bầu trời, lập tức che giấu Diệp thần quang minh chi tâm ánh sáng. Dẫu sao, Diệp thần vậy nhìn như hoàn mỹ quang minh chi tâm. Thật ra thì chỉ là ảo ảnh, cũng không phải là chân thực, hôm nay đụng phải Nguyên Thiên Đế bóng mở bao phủ, hoàn toàn không đỡ được, một tí liền ảm đạm.
không có quang minh chi tâm khắc chế, âm vu lão tổ trạng thái, lập tức tốt lắm rất nhiều, ánh mắt đổi được xâm nghiêm, nói. Thằng nhóc, có thể ép được ta triệu hoán nguyên thiên đế bóng mờ, người vậy coi là chết được kỳ sở. Triệu hoán nguyên thiên đế bóng mờ, đối âm vu lão tổ mà nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái này bóng mờ, là nguyên thiên đế tâm ma, đặc biệt khủng bố cùng mạnh mẽ, hơi lơ là, chính hắn đều có thể bị bóng mờ chìm ngập. Âm vu lão tổ không dám khinh thường, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cùng bóng mờ hòa làm một thể, thiên địa pháp tướng hiển hóa, thân thể hóa thành vạn trượng bóng đen, ùng ùng từ trên trời hạ xuống, bóng đen như ác mộng vậy áp chế hướng Diệp Thần, từ trong đó đâm ra một thanh kiếm, mũi kiếm muốn xuyên qua Diệp Thần đầu. Diệp Thần nhất thời đại chấn, vội vàng triệu hoán thiên ma cổ bảo, nghiêm mật phòng ngự. Suy suy suy. Nhưng, âm vu lão tổ đánh giết, quá kinh khủng, cả ngày ma cổ bảo cũng khó mà phòng bị. Chỉ gặp trải thiên bóng mờ, như quỷ mị vậy, trực tiếp từ thiên ma cổ bảo trong khe hở, thấm vào, chỉ chốc lát sau, liền nghe được cổ bảo bên trong, truyền ra một tiếng hét thảm. Diệp Thí Thiên. Thân độ Uyển Nhi nghe được vậy kêu thảm thiết, nhất thời kinh hãi, chỉ cho rằng Diệp Thần bị giết chết. Chỉ nghe ô đích một tiếng, thiên ma cổ bảo ở to lớn bóng mờ nội bộ biến dạng hạ, hóa thành lưu quang tán loạn, một bóng người hiển hiện ra, chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thật giống như đã ngất đi, bị âm vu lão tổ bóng mờ bàn tay bắt, như một cái tượng gỗ vậy bị đùa bỡn. Thằng nhóc, người chết liền đi. Âm vu lão tổ hì hì bật cười, bóng mờ như quỷ mị, nếu như thực chất vậy, xuyên qua Diệp Thần thân thể, đâm ra từng cái lỗ máu. Máu tươi chảy như dòng nước liền đi ra. Cho dù ai thấy một màn này, đều biết Diệp Thần là chết được không thể chết lại. Ta ở chỗ này. Nhưng hạ một sát, một đạo thanh âm lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên từ âm vu lão tổ sau lưng phát ra. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở âm vu lão tổ phía sau, hung hăng một quyền, titan tinh đấu quyền mãnh liệt bùng nổ, liền đánh phía âm vu lão tổ đầu. Cái gì? Âm vu lão tổ hoảng hốt, nhất thời thấy rõ, lúc đầu bị hắn cầm nặn ở trong tay, chỉ là Diệp Thần một đạo thanh liên phân thân thôi. Diệp Thần chân thân, đã rời hình đổi ảnh, thoáng hiện đến hắn phía sau. Cuồng bạo titan tinh đấu quyền, hòa lẫn huyết long thiên uy, bá đạo không thể nhất thế, dễ như bớn, thì phải đem âm vu lão tổ đầu đánh bể. Thiên đế cửu đỉnh, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, âm vu lão tổ quát to một tiếng. Cho gọi ra 9 tòa đỉnh lớn, linh khí màu sắc khác nhau, có kim đỉnh, mộc đỉnh, nước đỉnh, lửa đỉnh, đất đỉnh, lôi đỉnh, gió đỉnh, sinh đỉnh, chết đỉnh, cửu đỉnh xoay tròn, thần quang bùng nổ. Diệp Thần một quyền, đánh vào một tòa trên đại đỉnh, giống như đụng phải kiên cố nhất tường đồng vách sắt, quả đấm bị phản chấn, đang đích một tiếng, thân thể bị chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Âm vu lão tổ giống vậy không dễ chịu, cửu đỉnh kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, nhưng có cửu đỉnh phòng vệ, hắn vẫn là thuận lợi chặn lại Diệp Thần một quyền, cũng không có bị đánh chết. À, chủ nhân, chú ý, là thiên đế cửu đỉnh, lão này phải liều mạng, lại có thể cả ngày đế cửu đỉnh cũng thanh toán đi ra. Huyết long quanh quẩn ở Diệp Thần trên mình, nhìn âm vu lão tổ gọi ra cửu đỉnh, có chút kiêng kỵ hướng Diệp Thần nói. Ở không không thời không hệ thống tu luyện bên trong. Có một cảnh giới, liền kêu cửu đỉnh cảnh, ở thiên nguyên cảnh bên trên, là thượng vị thần cảnh giới. Cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, thường ngày tu hành chính là đúc đỉnh, thu thập ngũ hành phong lôi tinh khí, không ngừng đúc đỉnh, ở đúc ra kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy đỉnh sau đó, lại hiểu sống chết nghĩa sâu xa, đúc ra đời đỉnh cùng chết đỉnh, cửu đỉnh coi như đại thành, có tư cách đánh vào thông thiên cảnh, trở thành cái gọi là thần vương. Thần vương cảnh phải tiếp tục cường hóa cửu đỉnh. Làm cửu đỉnh cường hóa đến cực hạn, cửu đỉnh khí lưu quy nhất, nổi lên ra thiên đế thần hải, liền có thể bước vào cuối cùng thiên đế cảnh. Thiên đế thần hải, là thiên đế cảnh cường giả linh khí hạch tâm, ở trong đan điền, là bổn nguyên nhất tồn tại, cửu đỉnh chấn thủ thiên đế thần hải, thành lập trật tự, là có thể bảo đảm thiên đế cảnh cường giả, có cường đại năng lực, đi đối kháng không không thời không hắc ám, thành lập vĩnh hằng thế giới. Thiên đế cửu đỉnh, có thể nói là thiên đế cảnh cường giả. Vững chắc trật tự, vững chắc phép tắc chỗ cốt lõi, một khi đem thiên đế cửu đỉnh thả ra, rất có thể sẽ đưa đến thiên đế thần hải tan vỡ, làm tự thân gặp không không thời không hắc ám chiếm đoạt. Dẫu sao thiên đế cảnh cường giả, lực lượng quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân tới giữa,
cũng sẽ làm động tới thiên địa đại thế. Cường giả loại này, nếu như không có cửu đỉnh trấn thủ trật tự nói, bọn họ rất dễ dàng cũng sẽ bị hắc ám chìm ngập. Nhưng, thời khắc này Âm Vu lão tổ, đối mặt Diệp Thần, lại có thể đem thiên đế cửu đỉnh cũng phóng thích ra ngoài, đây là không cố giá phải trả, bất chấp tự thân trật tự tan vỡ, bị hắc ám cắn nuốt nguy hiểm, cũng phải giết ngược Diệp Thần. Ung ung, thiên đế cửu đỉnh, ngũ hành phong lôi, sống chết nghĩa sâu xa hơi thở, cuồn cuộn mãnh liệt tách thả ra, ngũ hành huy quang, phong lôi lớn bạo, không ngừng từ cửu đỉnh bên trong phun trào bộc phát ra, ánh sáng bảy màu hoa sen lẫn, giữa trời đất khí tượng cuồn cuộn, đặc biệt cuồng bạo. Cái gì, lão tổ lại có thể cả ngày đế cửu đỉnh cũng thả ra rồi. Cái này Diệp Thí Thiên, lại ép được lão tổ vận dụng thiên đế cửu đỉnh. Vậy hắn chết chắc, thiên đế cửu đỉnh là thiên đế cường giả hạch tâm, một khi bộc phát ra, không thiên đế người, tiếp xúc tức chết, đây là cảnh giới nghiền ép. Rất nhiều Âm Vu tộc người, thấy Âm Vu lão tổ lại có thể thả ra thiên đế cửu đỉnh, cũng là vô cùng kinh ngạc. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, giống như là nhìn một cổ thi thể. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần đã chết. Bởi vì, bỏ mặc có nhiều ít lá bài tẩy, bỏ mặc có cường đại dường nào, chỉ cần cảnh giới ở trên trời đế cảnh trở xuống, đối mặt thiên đế cửu đỉnh, là tuyệt đối không thể nào đối kháng, đây là cảnh giới áp chế, cảnh giới nghiền ép. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Thiên đế cửu đỉnh, cho ta trấn áp. Âm Vu Phô lão tổ rơi vào điên cuồng bên trong, vì đánh chết Diệp Thần, đã là không để ý bất cứ giá nào. Hắn vung tay lên, thiên đế cửu đỉnh hô hô vang dội, tiếp liền từ trên bầu trời đập xuống đi xuống, cửu đỉnh trấn áp, phải đem Diệp Thần đập thành thịt nát. Diệp Thần con ngươi co rúm lại, ngày trước đế cửu đỉnh, chỉ là một đỉnh, uy áp chính là ngút trời, cửu đỉnh trấn áp xuống tới, vậy đơn giản làm người ta nghẹt thở. Lấy trước mắt hắn tu vi, sẽ đối kháng thiên đế cửu đỉnh, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho dù có huyết long, thần độ huyền nhi, kỳ tư thanh đám người trợ lực, cũng là cố hết sức. Chủ nhân, chú ý. Huyết long vội vàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trong cơ thể đuôi thú năng lượng phóng thích, ở Diệp Thần quanh người tạo thành nhất trọng trọng khí thế, muốn ngăn cản thiên đế cửu đỉnh trấn áp. Huyết long cũng có thiên đế cảnh thực lực, nó toàn lực bùng nổ, đủ để chống lại Âm Vu lão tổ. Nhưng, Diệp Thần phán đoán thế cục, nhưng dự cảm đến, huyết long và Âm Vu lão tổ tới giữa, có thể phải lưỡng bại câu thương. Một khi hắn sa sút, vậy thân độ uyển nhi, kỳ tư thanh, ngụy dĩnh các người, vậy muốn đi theo bị bại, âm nguyệt tộc mất đi bọn họ trợ lực, thế tất yếu bị vu tộc xẻ thịt. Dẫu sao âm nguyệt tộc và âm vu tộc, thực lực nội tình chênh lệch quá lớn, một khi Diệp Thần những thứ này đứng đầu chiến lực bị bại, vậy toàn bộ khô huyết sơn mạch, sợ rằng đều phải bị đạp băng. Cho nên, coi như là cục diện lưỡng bại câu thương, đối Diệp Thần mà nói, vậy là tuyệt đối không có thể tiếp thụ. Titan thần hạm, đúc tinh diệt thần, thiên tể chú tinh thuật. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần khẽ cắn răng, gọi ra liền Titan thần hạm, hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra thiên tể chú tinh thuật. Vậy Titan thần hạm, là được hắn đúc tinh vật liệu. Hắn không có lựa chọn. Hiến tế Titan thần hạm, chú tạo tinh thần. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là giá phải trả to lớn. Dẫu sao, cái này Titan thần hạp, là Titan cự thần vật lưu lại, có bữa đại uy có thể, nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, muốn thay đổi sống chết, phải quyết đoán. Giao! Titan thần hạm hòa tan, hóa thành đúc tinh vật liệu. Diệp Thần ký kết dấu tay, trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một viên ngôi sao to lớn, thô bạo vô cùng. Phía trên đóng dấu trước Titan cự thần đồ đằng, viễn cổ sức mạnh to lớn tựa như vào giờ khắc này tái hiện. Ừ, Âm Vu lão tổ thấy một màn này, diễn cảm ngay tức thì động lại, cảm thấy không ổn. Chỉ gặp Diệp Thần viên kia Titan tinh thần, đúc đi ra, lập tức liền làm động tới thiên địa đại thế, cuộn sạch cuồn cuộn khí lưu, bàng bạc nặng nề trọng lực bung ra, thậm chí liền trôi lơ lửng ở trên trời hắc ám đế thành, cũng không chịu nổi vậy trọng lực, chậm rãi rơi xuống. Vậy từ trên trời giáng xuống thiên đế cửu đỉnh, vậy được Titan tinh thần to lớn trọng lực dẫn dắt, hu 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 bay rớt xuống, cuối cùng lại hướng Titan tinh thần rơi xuống. Đáng chết tiểu tử! Cho ta chết! Cửu đỉnh phun lưu, tinh thần nghiền. Âm Vu lão tổ hừ một tiếng, dứt khoát tương kế tự kế, dự định ở Diệp Thần Titan trên ngôi sao, trực tiếp bùng nổ cửu đỉnh lực lượng, đem ngôi sao này xé nát. Nhưng,
Diệp Thần không cùng cửu đỉnh năng lượng bùng nổ, liền nổ tinh thần. Thiên làm thịt đúc tinh, Titan tinh thần, bảo. Phịch đích một tiếng, vậy do Titan thần hạm đúc thành tinh thần, mãnh liệt ở trên trời nổ lên, cuồng bạo nổ năng lượng, cuộn sạch hết thảy, biến dạng hết thảy, bạo diệt hết thảy. Huyết Long, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thân Độ Uyển Nhi đám người chúc phúc trợ lực, Diệp Thần toàn bộ dốc vào đến trên mỗi ngôi sao này. Ngôi sao này một nổ, Huyết Long linh khí liền bị rút sạch, ô đích một tiếng, phi độn trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Kỷ Tư Thanh, Thân Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh chư nữ, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, ngã nhào trên đất. Viên kia dốc vào Diệp Thần các người tất cả lực lượng Titan tinh thần, nổ uy lực quá hung mãnh, cuồng bạo năng lượng nổ tung sau đó, âm vu lão tổ thiên đế cửu đỉnh, bị chấn động được tan vỡ. Phốc suy, một ngụm máu tươi, xen lẫn bể tan tành nội tạng, từ âm vu lão tổ trong miệng cuồng phún ra, hắn gương mặt trắng xám, thân thể sụi lơ xuống, trên mặt xuất hiện tầng tầng bớt đen. Cửu đỉnh tan vỡ, trong cơ thể hắn trật tự mất thăng bằng, không không lúc nào không bổn nguyên hắc ám, đang nhanh chóng cắn nuốt hắn. Mà bầu trời bên trong, rất nhiều âm vu tộc chiến sĩ, gặp Diệp Thần Titan ngôi sao nổ đánh vào, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền liền vậy hắc ám đế thành, đang nổ dưới sự xung kích, vậy rắc rắc sát bắt đầu tan vỡ, sụp đổ, chia ra, cuồn cuộn đá vụn từ trên bầu trời rơi xuống, có thể gặp Diệp Thần ngôi sao này, nổ uy lực có kinh khủng dường nào. Diệp Thần thở hồng hộc, cũng là bị rút sạch cả người linh khí, nhưng hắn thể chất cường hãn, trạng thái là so âm vu lão tổ tốt hơn nhiều. Lúc này âm vu lão tổ, đã rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu, trong lòng chén rượu kiếm đánh mất ở hắn bên cạnh. Diệp Thần bay xuống đi xuống, nhìn âm vu lão tổ biến thành màu đen gương mặt, một cước giẫm ở trên mặt hắn, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng là đem cái lão gia hỏa này, giẫm ở dưới chân. Âm vu lão tổ khẽ cắn răng, ngón tay ngoắc ngoắc, muốn điều động trong lòng chén rượu kiếm, cuối cùng đánh một trận. Nhưng lúc này, Diệp Thần đọc một đoạn bí mật chú, vậy trong lòng chén rượu kiếm bay lên, liền rơi vào Diệp Thần trong tay. Đoạn này bí mật chú, là Hoàng Già Thiên truyền cho Diệp Thần, có thể dùng để triệu hoán khống chế trong lòng chén rượu kiếm. Giờ phút này âm vu lão tổ rơi vào yếu ớt, Diệp Thần nhưng là ung dung cho đòi tới trong lòng chén rượu kiếm, đoạn tuyệt hắn cuối cùng phản kháng hy vọng. Làm sao có thể, xuất, âm vu lão tổ sợ ngây người, thấy trong lòng chén rượu kiếm rơi vào Diệp Thần trong tay, một tia hy vọng cuối cùng vậy đoạn tuyệt, hắn cả người phát run, trong mắt toát ra sợ hãi. Diệp Thí Thiên, đừng giết ta. Âm vu lão tổ sợ mở miệng cầu xin tha thứ, là hoàn toàn phục, đã không cách nào cùng Diệp Thần chống lại. Diệp Thần hừ một tiếng, bàn chân dùng sức, cũng không dự định nói nhảm, thì phải đem âm vu lão tổ một cước giết chết. Âm vu lão tổ sợ hãi, ho ra máu tươi, vội vàng nói. Đừng giết ta, Diệp Thí Thiên, ta có thể bỏ cho hàng, quy thuận ngươi. Ta biết, các ngươi luân hồi trận doanh đại địch, là Chu Mục Thần. Ta và Chu Mục Thần đã giao thủ, ta biết nhược điểm của hắn. Hắn là một cái khác sử thần, ngươi đừng giết ta giúp ngươi đối phó hắn. Hắn chính là một cái khác sử thần, không có ta, ngươi không thể nào đánh bại hắn. Diệp Thần nghe âm vu lão tổ mà nói, lập tức ngây dại, nói, ngươi nói gì sao? Chu Mục Thần, là một cái khác sử thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm Nguyệt công chúa nói qua, sử thần là một cái khác hồn thiên đế. Hiện tại âm vu lão tổ còn nói, Chu Mục Thần là một cái khác sử thần. Ba người này tới giữa, rốt cuộc tồn tại như thế nào sâu xa? Sự việc đổi được khó biết rõ đầu đuôi đứng lên. Diệp Thần vô hình cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ nói, hồn thiên đế, sử thần, Chu Mục Thần ba người, cũng là cùng một người sao? Âm vu lão tổ nói, ba vị một thể, hồn thiên đế, sử thần, Chu Mục Thần, bọn họ là ba vị một thể. Bọn họ nhược điểm. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bỗng nhiên, con người phốc, đích một tiếng nổ tung, diễn cảm động lại, vô biên bóng mở leo lên ra hắn trong phút chốc đoạn tức chết. Diệp Thần ngẩn ngơ, buông chân, nhìn chết đi âm vu lão tổ. Âm vu lão tổ là biết bí mật gì, là cầu sống mệnh, lễ tạ ý quy thuận Diệp Thần, sẽ bí mật cho biết. Nhưng trong sâu thẳm, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí, đem tiết lộ bí mật âm vu lão tổ giết chết. Âm vu lão tổ trên da bóng mờ, rất quỷ dị,
mang theo ngôi sao mạch lạc. Diệp Thần cúi người sờ một cái, bắt được một chút âm khí, cũng cùng cửu âm có liên quan. Là âm tinh hơi thở. Diệp Thần kinh nghi bất định, cửu âm bên trong, có một cái chủng tộc kêu âm tinh tộc. Trong sâu thẳm, tựa hồ có âm tinh tộc năng lượng quỷ dị, đem âm vu lão tổ xóa bỏ. Bất quá, âm vu lão tổ dù chết, Diệp Thần cũng đã dò thám biết đến đặc biệt đáng sợ bí mật. Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Chu Mục Thần, cái này ba người, là ba vị một thể, là cùng một người sao? Diệp Thần ra đầu tê dại, nếu là Chu Mục Thần chính là một cái khác Sửu Thần, một cái khác Hồn Thiên Đế, vậy luân hồi trận doanh phải đối mặt áp lực, chỉ sợ là ngút trời vậy to lớn. Suy nghĩ một chút cũng phải, Chu Mục Thần có thể sáng tạo ra Đà Đế Cổ Thần, mà Đà Đế Cổ Thần, bản thân chính là cấp 9 cao cấp Thiên Đế. Đem hắn chế tạo ra Chu Mục Thần, khẳng định không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, nói không chừng sau lưng cất giấu nghịch thiên thực lực, là không có thể nói cao thủ. Nữ hoàng tiền bối, người biết Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Chu Mục Thần cái này ba người tới giữa, sau lưng bí mật sao? Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, chỉ muốn dò thám biết càng nhiều hơn nhân quả. Đao Phong nữ hoàng cũng là kinh nghi bất định hình dáng, cao mày nói, ta cũng không biết, ta rơi xuống thời điểm, Chu Mục Thần còn không có ra đời. Nhưng, Sửu Thần là một cái khác Hồn Thiên Đế, truyền thuyết này ta có nghe qua, chỉ là không biết thật giả. Ta chỉ biết là, Sửu Thần là từ nguyên sơ trên thế giới sinh ra, ngươi có thể đi hỏi một chút Thanh Liên đạo tổ hậu nhân, bọn họ có lẽ biết Sửu Thần sau lưng bí mật. Diệp Thần nói, Thanh Liên đạo tổ hậu nhân sao? Hắn nghĩ thầm, xem ra vậy cửu liên thời không, nhất định phải đi một chuyến, đó là Thanh Liên đạo tổ hậu nhân cư trú thế giới. Thanh Liên đạo tổ ngày rỗ buông xuống, Diệp Thần chỉ hy vọng có thể vào một chuyến, thứ nhất là cúng tế Thanh Liên đạo tổ, gửi nhờ tưởng niệm, hai là giúp Đao Phong nữ hoàng đúc lại thân xác, ba là hỏi thăm Sửu Thần bí mật. Rất nhiều bí mật, chỉ có đi đến cửu liên thời không sau đó, mới có cơ hội giải khai. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đem âm vu lão tổ thi thể thu, trực tiếp đúc ra một đạo âm văn, khắc ở quang minh chi tâm trên. Âm vu lão tổ mới vừa gặp phải âm tinh tộc lực lượng thần bí xóa bỏ, vậy âm tinh tộc năng lượng, vậy hóa thành Diệp Thần minh văn lực lượng, nơi đúc nên âm văn, hiệu quả cao hơn. Như vậy thứ nhất, quang minh chi tâm thì có bốn đạo âm văn, cùng cửu âm thần văn đúc đủ, viên này tinh thể, tất có thể càng xu hướng hoàn mỹ. Mà theo âm vu lão tổ chết đi, toàn bộ âm vu tộc, tất cả chiến sĩ võ giả, tất cả đều rơi vào khủng hoảng hỗn loạn bên trong. Như bị thiên băng, kêu rên kêu khóc khắp nơi. Âm Nguyệt công chúa và Âm Nguyệt nữ vương, chỉ huy Âm Nguyệt tộc người, trắng trợn xẻ thịt vây quét, không cần thiết đã lâu, âm vu tộc chính là hoàn toàn bị bại, chết người đầu hàng không thể thắng kế. Hắc âm thì không các nơi, tán cư âm vu tộc người, thấy hắc ám đế thành đã tan vỡ, âm vu lão tổ lại chết đi, đều là trông chừng mà rơi xuống, thiên địa lúc này bình định. Đến khi ban đêm, toàn bộ Âm Nguyệt tộc, đều là đắm chìm trong sung sướng đại dương bên trong, răng đèn kết hoa, ăn mừng tiệc rượu. Các nơi âm tộc nhân, rối rít đưa tới lễ vật, biểu thị quy hàng. Có thể dự trù, tương lai hắc âm thì không, ngài chúa tể liền từ âm vu tộc, biến thành âm nguyệt tộc. Hết thảy các thứ này, công lao lớn nhất, chính là Diệp Thần. Vô số âm nguyệt tộc cô gái, hướng Diệp Thần quỳ bái, thành tâm tán tụng. Đều là luân hồi chi chủ ở trên trời che chở. Diệp Thần ngược lại là 10 phần khách khí, cũng không có rảnh công. Hắn đang cùng thân Đỗ Uyển Nhi, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cùng ngắm trong lòng chén rượu kiếm. Trong lòng chén rượu kiếm, cái này cầm ảo tưởng bên trong, nhất vũ khí sắc bén, Chu Mục Thần tâm ma kiếm, rốt cục thì rơi vào bọn họ nắm trong tay bên trong. Kỷ Tư Thanh vui vẻ nói, có thanh kiếm này, chúng ta sau này đối phó Chu Mục Thần, vậy thì đơn giản hơn. Diệp Thần khẽ cau mày. Muốn cho biết chư nữ, Chu Mục Thần có thể là một cái khác Sửu Thần bí mật, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra miệng. Dẫu sao, liền liền hắn cũng là mới vừa biết, cũng còn không thăm dò sau lưng bí mật. Hơn nữa, những bí mật này một khi tiết lộ, cũng có thể đưa tới bất trắc họa, trước hay là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Đáng tiếc thanh kiếm này, âm sát hơi thở quá nặng, trước hết xua tan âm sát mới được. Diệp Thần dơ dơ trong lòng chén rượu kiếm. Có thể cảm thấy thân kiếm bên trong, tích lũy trước sâu nặng âm sát hơi thở. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, âm vu lão tổ chấp trưởng kiếm này,
không ngừng lấy âm khí rèn luyện, đưa đến thanh kiếm này nội bộ, tích lũy vừa dày vừa nặng âm sát tà khí. Diệp Thần cũng không phải là âm tộc nhân, cái này cổ âm sát tà khí, đối hắn mà nói, dĩ nhiên là mặt trái tồn tại, muốn phải hoàn toàn khống chế trong lòng chén rượu kiếm, nhất định phải trước hoàn toàn xua tan âm sát. Những thứ này âm sát, thâm căn cố đế, Diệp Thần coi như dựa vào quang minh chi tâm, thần thánh sách cùng các thủ đoạn, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn, đem xua tan, cần rất rất dài thời gian. Muốn nhanh chóng xua tan âm sát nói, có thể cần biện pháp khác. Kỷ Tư Thanh nói, không sao, tổng có biện pháp, dù sao kiếm đã bắt vào tay. Diệp Thí Thiên, cái này cầm trong lòng chén rượu kiếm, người trước hết bảo quản. Diệp Thần nói, Tư Thanh cô nương, nói xong liền thu hồi trong lòng chén rượu kiếm. Kỷ Tư Thanh nhưng lại lấy ra túc mệnh chi hoàn, giao cho Diệp Thần, nói, Diệp Thí Thiên, cái này túc mệnh chi hoàn cũng cho ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Kỷ Tư Thanh nói, túc mệnh chi hoàn tuy là thần vận mệnh khí, nhưng cuối cùng là ngoại vật, ta không thể quá lệ thuộc vào. Ta muốn trở thành là chân chính vận mệnh chủ, còn cần dựa vào tự thân lực lượng. Cái này túc mệnh chi hoàn, đã cho ta rất nhiều cảm ngộ, ta không cần lại dựa vào vật này, người cầm phòng thân đi. Diệp Thần do dự một tí, gật đầu một cái, đem túc mệnh chi hoàn nhận, nói, đa tạ. Hắn dự cảm đến, tương lai mình nếu như bước vào cửu liên thời không, có thể sẽ có bất trắc hung hiểm. Chấp trường túc mệnh chi hoàn, cũng có thể hơn một phần bảo đảm. Huyết Long tuy mạnh, nhưng này cùng nghịch thiên lá bài tẩy, không thể khinh thường dùng. Diệp Thần tự thân thực lực, mới là trọng yếu nhất. In, Âm Nguyệt Nữ Vương dâng lên một khối màu đen tinh thạch, cung kính hướng Diệp Thí Thiên nói, luân hồi chi chủ, đây là đưa cho ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói ta kêu Diệp Thí Thiên, không phải luân hồi chi chủ. Âm Nguyệt Nữ Vương lắc lắc đầu nói, ngươi thừa kế luân hồi đạo thống, ở trong lòng ta, ngươi chính là luân hồi chi chủ. Kỷ Tư Thanh sắc mặt run lên, nói, không người có thể thay thế Diệp Thần. Nàng tuy coi trọng Diệp Thí Thiên, nhưng ở nàng trong lòng, Diệp Thí Thiên là tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh. Âm Nguyệt Nữ Vương gặp Kỷ Tư Thanh thái độ nghiêm nghị, nên cũng không dám kháng cự, nói, vận mệnh nữ thần, là ta lỗ mãng. Ta nghe nói vị này Diệp Thí Thiên công tử, muốn chế tạo quang minh chi tâm, cần thu thập cửu âm tinh khí, đúc cửu âm thần văn, âm dương điều hòa, ta khối này âm nguyệt tinh thạch, hội tụ ta âm nguyệt tộc chư bộ lạc linh khí, có lẽ có thể giúp được Diệp công tử. Diệp Thần nhận lấy màu đen kia tinh thạch, quả nhiên cảm thấy bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, trong lòng vui mừng, nói, đa tạ. Tinh luyện màu đen tinh thạch, đem bên trong tinh thuần âm nguyệt linh khí, đúc thành thần văn, khắc đến quang minh chi tâm trên. Diệp Thần quang minh chi tâm, thì có năm đạo âm văn, âm dương hơi thở tiến một bước điều hòa, nguyên khối quang minh chi tâm bộc phát hoàn mỹ. Lần này hắc âm thì không chuyến đi, có thể nói là thu hoạch phong phú, túc mệnh chi hoàn, trong lòng chén rượu kiếm, toàn bộ bắt vào tay, thành công đánh chết âm vu lão tổ, cùng âm nguyệt tộc giao hảo kết minh, hơn đúc hai đạo âm văn, thậm chí còn dò thám biết đến, hồn thiên đế, sử thần, chu mục thần ba người tới giữa, rất có thể liền là cùng một người. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh đoàn người, cũng ở lại hắc âm thì không bên trong, trợ giúp âm nguyệt tộc, xây lại hắc ám đế thành, đổi tên kêu luân hồi đế thành. Từ nay về sau, cái này phiến thời không, chính là luân hồi trận doanh minh quốc. Thế cục ổn định lại, âm nguyệt nữ vương và âm nguyệt công chúa hai mẹ con gái, đi theo Diệp Thần trở về trên Hoàng Thiên Cung, cùng Hoàng Già Thiên đoàn tụ. Người một nhà đoàn viên, tất nhiên vô cùng vui vẻ, rối rít đối Diệp Thần biểu thị cảm ơn. Diệp Thần ở trên cao Hoàng Thiên Cung bên trong, an định lại, điều thức tu luyện, cảm ngộ hắc âm thì không một nhóm được mất, trong lòng như có hiểu ra, tu vi vậy từ thần đạo cảnh tầng 2 thiên trung cấp, đột phá đến cao cấp bước. Kỷ Tư Thanh, thần độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh chư nữ, vì hướng chu mục thần báo thù, cũng là điên cuồng tu luyện, lại đi ra ngoài sông Sáo, tìm cơ duyên tạo hóa. Hạ Nhược Tuyết đã thuận lợi thừa kế Nguyệt Thần Thiên Đế đạo thống, trở thành mới Nguyệt Thần. Vậy đi ra ngoài lịch luyện đi. Thời gian vội vã, nửa tháng trôi qua, chỉ chớp mắt lúc đó, khoảng cách Thanh Liên đạo tổ ngày rỗ, còn dư lại cuối cùng 7 ngày. Diệp Thần những ngày qua thời gian, không ngừng truyền ra ý chí, cùng Tần Ngạo Phong câu thông, hỏi mình có thể hay không có cơ hội bước vào cửu liên thời không, đi cúng tế Thanh Liên đạo tổ. Ngày này,
Tần Ngạo Phong tự mình đi tới trên Hoàng Thiên Cung, gặp mặt Diệp Thần, nói. Diệp huynh, ta hỏi qua Cửu Liên thời không trưởng bối, bọn họ thương lượng qua sau đó, cho phép ngươi đi cúng tế Thanh Liên đạo tổ, nhưng cần nộp trước 1 triệu hoàng kim nguyên ngọc, để bày tỏ ngươi thành ý. Diệp Thần nghe thấy con số này, diễn cảm ngay tức thì ngưng trọng, nói, 1 triệu, các ngươi thật là. Hắn trước đây đạo tông thi đấu đoạt cúp, lấy được nguyên ngọc khen thưởng, cũng bất quá là chính là 2 triệu thôi. Hiện tại Tần Ngạo Phong vừa mở miệng, liền đòi triệu nhiều tiền, cái này ở Diệp Thần xem ra, không khỏi là đòi hỏi nhiều. Tần Ngạo Phong cười khổ nói, Diệp huynh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người muốn bước vào Cửu Liên thời không nói, trước hết bỏ ra điểm giá phải trả. Chỉ cần ngươi có thể cầm 1 triệu đi ra, ta lập tức có thể mang ngươi đi vào, 7 ngày sau chính là đạo ông cố ngày rỗ, ngươi có thể trước cùng ta đi vào chuẩn bị. Diệp Thần thở dài một cái, nói, được rồi. Hắn trên đầu, không có 1 triệu nguyên ngọc như thế nhiều, lại đi hỏi Nhâm Phi Phàm hỗ trợ xoay sở, mới rốt cục cầm ra 1 triệu, giao cho Tần Ngạo Phong. Tần Ngạo Phong lấy được rồi nguyên ngọc, ngược lại cũng 10 phần sảng khoái, lập tức biểu thị, Diệp huynh, chúng ta có thể lên đường, người lúc nào cùng ta đi. Diệp Thần nói, lập tức. Hắn là không kịp chờ đợi, e sợ cho sanh biến, vẫn là mau sớm tiến vào trước Cửu Liên thời không thì tốt hơn. Được. Lập tức, Tần Ngạo Phong liền dẫn Diệp Thần, rời đi trên Hoàng Thiên Cung. Hắn gọi ra một tòa màu xanh đài sen, và Diệp Thần ngồi ở đài sen trên, phá không bay đi Cửu Liên thời không. Đang bay qua Cửu Liên thời không trên đường, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy hắc ám bên trong, thật giống như có một đôi mắt đang ngó chừng mình. Tần huynh, người có phát hiện hay không, có chút khác thường. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm thấy không đúng lắm, trầm giọng hướng Tần Ngạo Phong nói. Tần Ngạo Phong cười khổ một tí, nói có người đang theo dõi chúng ta, có phải hay không? Diệp Thần nói, người biết là ai đang theo dõi? Tần Ngạo Phong gật đầu một cái, hướng hắc ám hư không kêu lên, hư vụ tấn, người đi ra cho ta, đừng lén lén lút lút. Hắc ám hư không chấn động, âm sương mù tràn ngập, tà sát xâm nghiêm, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, mặc dù cái này người theo dõi đã hiện thân, nhưng Diệp Thần nhìn sang thời điểm, vẫn là không có cảm thấy có chút nào sinh cơ hình dáng, người nọ giống như là một đạo mị ảnh, một cái hư ảo khái niệm, mơ hồ, lại giống như là tới tự u minh quỷ hồn. Người nọ vẻ mặt vắng lặng, không nói một lời, bay xuống đến đài sen trên, ngược lại cũng không chút nào cẩn trọng, ngay tại Diệp Thần và Tần Ngạo Phong trước mặt ngồi xuống, hơi chắp tay, nói tại hạ hư vụ tấn, gặp qua Tần công tử, gặp qua Diệp Thí Thiên bằng hữu. Diệp Thần nói, hư vụ tấn, ngươi là âm tộc người. Từ hư vụ tấn trên mình, Diệp Thần bắt được một món âm khí, người này rõ ràng cho thấy xuất thân cửu âm chủng tộc, nhưng không biết là vậy một cây. Hư vụ tấn gật đầu, nói tại hạ đích xác là âm tộc nhân, đến từ thần âm điện. Tần Ngạo Phong nói, ngươi lại theo dõi ta, là muốn cầu ta mang ngươi đi Cửu Liên thời không? Ta nói qua, không thể nào, ngươi là cửu âm người, cả người tà sát, Cửu Liên thời không bên trong các vị trưởng lão, không thể nào chấp thuận ngươi đi vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết phần 1.ksi nào phần 2 ra. Sẽ đăng tiếp nha các bạn. Chúc sức khỏe.